coi bà ơi, tôi thấy tình hình này không ổn. Nó ăn như vậy đó, mình nuôi nó không nổi đâu. Thì tôi nói có sai đâu, phải cho nó đi ở rể bên nhà ông bá hộ tâm, bên làng thiện phiến thôi. Hôm nọ ông ấy đã bắn tiếng, thấy nó sáng láng, khỏe mạnh lại siêng học, mà ông bà ấy sẵn sàng nhận nuôi. Bao giờ đổ nghè thì ông bả sẽ gả con gái cho. Ông bá hộ tâm á, nhà giàu nước đố đổ vách, con ổng á mới vợ mai nuôi nổi thằng con nhà mình. Tôi nghe ai cũng nói là thằng Hổ nó siêng học lắm, vậy mà từ khi nó về ở rể bên nhà tôi tới giờ, không biết sao mà mỗi lần nó ăn xong là nó lăn ra nó ngủ à. Tôi không có thấy nó học một chữ nào hết đó anh. Ủa sao lại vậy? Tôi với anh là chỗ bạn bè quen biết, nhưng mà bà nhà của tôi thì tôi cũng khó xử quá anh à. Vậy anh cho tôi hỏi, mỗi bữa anh cho thằng Hổ ăn bao nhiêu? Thì tôi cũng biết tiếng nó rồi, cho nên mỗi bữa ăn á, tôi cũng đã dặn là nấu riêng cho nó một nồi. Cái loại nồi mà 5 người ăn đó, có ít gì đâu. À, vậy mà nó ăn loáng một cái á, là sạch hết. Vậy nó không học là phải rồi anh. Ủa sao vậy anh? Anh coi nhà tôi nghèo vậy nè, mà mỗi bữa ăn của nó phải nấu cái nồi 7 người ăn, mà cứ 3 ngày là phải đổi nồi. Ủa? Tại sao lại phải đổi nồi? Thì nó cạo quá, lủng nồi chứ làm sao. À? Thì ra là vậy. Rõ ràng là nhà mình vô phước. Tốt phước lắm mới chọn được con rể này đó. Mỗi bữa bà cho nó ăn cơm nồi 7 chưa? Sao lại chưa? Từ nồi 5 lên nồi 7 mới thấy ổng cầm được cuốn sách. Mà giỏi lắm á, học được vài chữ thôi rồi lăn ra ngủ tiếp đó. Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Ông chọn hay quá, chọn nhầm cái đồ ăn hại, chả làm nên một cái tích sự gì hết. Bà đừng có lo, nó có sức ăn hơn người, chắc là phải có tài cán gì hơn người chứ. Nếu vậy á, thì sẵn có mấy mẫu ruộng quan đó. Ông kêu nó làm cỏ phát quan thử coi có làm nổi không. Hay là lưng dài vai rộng, ăn xong rồi lại ngủ. Thôi được rồi, để ngày mai tôi biểu nó làm. Bà cứ cằn nhằn hoài. Dạ, cha với mẹ muốn con phát cái đám cỏ ngoài ruộng hả cha? Vậy cũng được thưa cha. Chỉ cần là cha nói với mẹ là ngày mai nấu nhiều cơm một chút cho con nha cha. Con sẽ làm xong ngay ạ. Ta quen biết gia đình con đã lâu rồi, biết cha mẹ con á, là người hiền lành, nhân ái, cho nên mới kết tình xuôi gia. Nhưng mà từ khi con về nhà này tới giờ, mẹ con chỉ thấy con ăn và ngủ không à, không có làm chuyện gì hết á. Cho nên mẹ con cứ cằn nhằn cha hoài. Dạ thưa cha, nói thiệt với cha là cái nết con từ nhỏ tới lớn nó như vậy đó cha.
Mỗi lần con ăn no như là con buồn ngủ díp cả mắt luôn đó cha. Mà khi con nói bụng nha, con càng buồn ngủ hơn nữa đó cha. Nhưng cha, kể từ ngày mai á, nếu mà nhà có chuyện gì á, cha với mẹ cứ kêu con sẽ làm xong ngay vậy. Ừ, vậy ngày mai á, con ráng dọn cỏ của mấy miếng ruộng hoang đi nha, để cho mẹ con khỏi cằn nhằn nữa mà. Dạ được thưa cha, cha yên tâm đi. Dạ. Nhưng mà cha, cha nhớ nói với mẹ là nấu cơm nhiều nhiều một chút cho con ăn nha. Mẹ con đã nấu nồi bảy rồi mà con ăn cũng chưa no nữa hả con? Dạ. Thôi được rồi, để cha nói mẹ con nấu thêm cho con ăn. Dạ. Nhưng mà nè, phải ráng mà làm đó nha. Để không thôi á, bà cứ nhai mấy cái lỗ tai của cha hoài, mệt lắm. Mà nè, bao nhiêu ruộng đó, con nhắm làm hết tuần này á, xong không con? Gì mà cả tuần lận cha, con làm tới chiều là xong mà. Con nói làm sao? Bao nhiêu ruộng đó mà con làm một ngày là xong hả? Con nói thiệt mà cha, cha cứ việc tin con đi. Dạ chào cha. Bao nhiêu ruộng đó, bây giờ phải thuê cả chục thợ. Nếu mà làm giỏi cũng phải mất ít nhất 3 ngày mới xong. Vậy mà nó nói nó làm xong một ngày à? Ngày mai mà nó làm không được, phải tìm cách đuổi nó về nhà mới được. Chứ cái thứ vừa lười mà vừa nổ như vậy thì làm sao mà làm rễ nhà này được chứ. Trời đất ơi, mới đó mà nó ra ngoài nó ngủ nữa rồi. Ê, khổ thiệt mà. Cũng đã khuya rồi, sao anh không nghỉ ngơi đi? Anh không sao đâu, em đừng có lo. Khoan đã, vợ tương lai của anh ơi. Anh cảm ơn em suốt thời gian vừa qua đã tận tình chăm sóc anh. Anh hứa là sau này anh đổ tràn nguyên, anh sẽ chỉ cưới em làm vợ thôi, không cưới một đàn hầu nào khác đâu. Ai mà biết sau này có còn giữ lời hứa hay không. Người ta hay nói là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Đó là những người không có đạo đức thôi. Anh được cha mẹ cho học chữ thánh hiền từ nhỏ rồi, cho nên anh không thể nào sống bạc tình bạc nghĩa như vậy được. Làm sao mà em biết là anh có giữ lời hay không? Em không tin anh. Nếu như không tin, anh sẽ thề. Anh thề cái gì? Nếu như anh sai lời thề, anh sẽ bị chết đói. Anh thề gì kỳ vậy? Anh thề như vậy là độc lắm rồi đó em. Rồi anh mà nhịn đói là anh chịu không có nổ rồi đó. Anh mà đói đó hả? Nhìn thấy ghê, ôm nhôm ôm nhách, thấy ghê lắm. Thôi thôi, em tin là anh nói rồi. Mà anh đó, cũng đừng có thức khuya như vậy, tổn hại sức khỏe lắm đó. Thì ban ngày anh ngủ rồi, buổi tối anh phải thức học bài chứ. Nhưng mà anh vừa không chăm sóc sức khỏe của mình, với lại ba mẹ em lại không thấy. Anh chăm chỉ học hành như vậy rồi lại trách cứ anh nữa, em không có thích. Không có sao đâu, em đừng có lo. Đợi đến ngày thi có kết quả rồi, mọi người sẽ ngỡ ngàng thôi à. Anh đừng có nói trước như vậy, lỡ bước không qua rồi sao? Sao lại bước không qua chứ? Em tin anh đi. Mà anh nói cho em nghe nha, anh mà đỗ đạt trạng nguyên rồi đó, thì ngay lập tức anh sẽ xin ba mẹ cho tụi mình cưới nhau. Anh không có chịu chờ thêm ngày nào nữa đâu.
Ông ơi là ông. Ông đi ra ngoài ruộng mà coi kìa. Coi mà coi cái gì chứ? Coi thằng con rể quý của ông đó. Nó đang phát ruộng phát cỏ dưới gốc cây kia kìa. Ông còn bắt tôi nấu cơm thiệt nhiều cho nó ăn nữa. Đúng là cái đồ ăn hại mà. Ủa, tôi thấy nó đi ra đồng từ sớm tới giờ mà. Thì đúng là nó đi ra đồng từ sớm. Nhưng mà ông biết nó đi sớm để làm cái gì không? Để nó ra ngoài nó ngủ, chứ không có phát quang phát ruộng cái gì hết trơn á. Thôi mà, bà ơi, bà bớt nóng lại đi. Chắc là nó làm nó mệt, cho nên nó nằm nghỉ một chút thôi mà, có gì đâu. Nó không có làm một cái gì hết trơn á. Tôi nhìn kỹ lắm rồi, ruộng cỏ còn y nguyên, không làm một cái chỗ nào hết trơn á. Ôi thôi thôi thôi, bây giờ tôi nói cái gì ông cũng không tin hết á. Ông theo tôi đi ra ngoài ruộng, ông phải nhìn tận mắt thì ông mới bỏ cái tật mà hở ra là bên cái thằng con rể ông chầm chập đó đi. Lười biếng đã chớ rồi, còn ăn gấp 7, gấp 8 lần người ta nữa chớ. Nói thiệt nghe, nó là cái thằng lê như heo, chứ không phải lê như hổ gì hết á. Đi, đi theo tôi lẹ lên, để ra ngoài ông nhìn tận mắt, để coi còn binh nó nữa không, lẹ lên. Bà, chờ tôi với. Ông đi lẹ lên. Nè, từ từ bà ơi. Lẹ lên, nhanh lên đi trời ơi. Lẹ lên đi ông, lẹ lên. Nè, ông nhìn đi, ông nhìn đi. Ủa? Ủa? Có chuyện gì mà cha với mẹ ra đây hết trơn vậy? Con làm sắp xong rồi. Ủa? Ủa? Con làm xong rồi hả? Nè, mẹ không thấy sao? Bà thấy đó, nó làm xong hết rồi đó. Vậy mà bà nói nó không làm gì hết, nó lo nó ngủ thôi. Rõ ràng là hồi nãy tôi đi ngang qua đây, tôi thấy nó chưa làm cái gì hết trơn á. Nó nằm cái gốc cây này nó ngủ nè. Tôi lại gần mà nó không hay biết gì, nó ngủ say như chết á. Sao giờ lại vậy? Để tôi coi, bà có bị sao không vậy? Sao kỳ vậy ta? Rõ ràng là hồi nãy ruộng còn nguyên cỏ, sao bây giờ lại phong quang vậy? Ông ơi, tôi có bị sao không vậy? Ai biết bà đâu. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều nè, thằng rể của tôi nó không phải là người phàm đâu nha. Nhanh quá em hả? Mới đây mà lúa chín hết rồi. Vậy là sắp tới ngày anh lên kinh đi thi rồi hả? Ừ, không được, anh phải gặt hết mấy cái miếng ruộng này. Nhưng mà mẹ nói là anh đi thuê 20 người làm việc, anh thuê chưa? Ồ, anh quên, sáng mai họ tới mà. Mẹ em nè, em nhớ nói với mẹ là nấu cơm đủ cho 20 người ăn đó nha. Ừ, em biết rồi. Nhưng mà cha nói á, bây giờ anh không cần phải làm việc nhà gì nữa hết, cứ tập trung lo đàn sách cho kỳ thi sắp tới. Còn công việc đồng án này cha mẹ đã thuê người làm hết rồi, anh không cần phải lo. Không có được đâu, anh là người trong nhà mà, anh phải phụ giúp cha mẹ một tay mới được. Nhưng mà cha cũng đã nói như vậy rồi. Còn cái việc ruộng lúa này nè, thì anh đã thuê 20 người rồi, thì họ sẽ gặt hết thôi, anh không cần phải lo nữa. Sao thằng Hội vẫn chưa đưa thợ về gặt nữa? Gần trưa tới nơi rồi, làm sao mà kịp ngày hôm nay chứ? Mẹ, mẹ chờ anh tí đi. Hôm qua anh nói với con, chắc chắn là có mà. Nói thiệt á, là mẹ không yên tâm với thằng Hổ chút nào á. Lúc nào nó cũng làm cho mẹ bất an hết. Mẹ, anh Hổ là người giữ lời hứa, anh nói gì anh sẽ làm được, mẹ cứ tin ảnh đi. Mẹ, anh Hổ về kìa mẹ. Ủa, sao nó đi có một mình? Mà nó vác cái gì vậy con? Con chào mẹ. Chào mẹ. Chào em Lan. Mẹ chờ anh từ sáng, anh đi đâu về vậy? Anh đi đốn củi nè.
Tại vì anh sắp lên kinh ứng thí, anh phải đốn củi để nhà em có củi đi nấu, không phải mất công đi kiếm. Anh vác về trước một bó, đủ củi để cho em nấu tới ngày anh trở về rồi. Đó, mẹ thấy chưa, anh lo cho con như vậy mà mẹ cứ trách làm anh hoài à. Nhưng mà à, anh, em cảm ơn anh. Nhưng mà sao mà em không thấy anh đưa thợ gặt về vậy? Trời cũng sắp trưa rồi, nãy giờ em với mẹ sốt ruột lắm rồi đó. Ờ, thì anh đã dặn tụi nó rồi. Mà không hiểu sao hôm nay á, thằng thì bị đau bụng, thằng thì nhức đầu, thằng thì cảm sốt, thằng thì vợ đẻ, thằng thì con bị bệnh sởi, không đứa nào chịu đi hết luôn đó em. Rồi bây giờ làm sao mà kịp hả anh? Trời ơi, còn mâm cơm 20 người ăn của mẹ thì sao? Mẹ đã chuẩn bị từ sáng tới giờ, bây giờ phải làm sao hả con? Mẹ đừng có lo, con sẽ ăn hết cho mẹ. Bây giờ mà con được ăn bữa ăn nó ngon giống như vậy nè. Thôi, bây giờ con đi gặt lúa đây. Tay uống nước đi nè. Cảm ơn em nha. Anh đó, anh ghê lắm luôn á. Hả? Ghê gì em? Thì cái vụ gặt lúa này nè, bộ anh tưởng em không biết hả? Anh không thuê người tới phụ anh thôi, chứ nghĩ coi 20 người làm sao mà bận hết 20 người được. Ờ, thì tại anh thấy là mình làm được mà, thuê mướn người chi cho tốn tiền. Nhưng mà cha mẹ đã nói là anh không cần phải làm gì hết, anh hãy lo việc ôn thi đi đã. Anh học buổi tối rồi, với lại mấy cái chuyện này á anh làm chút xíu là xong mà, có mệt cái gì đâu. Mà chắc chắn anh sẽ không thi rớt đâu, em đừng có lo. Làm sao mà anh chắc chắn không thi rớt được? Làm sao mà anh thi rớt được chứ, anh phải thi đậu để không phụ lòng cha mẹ của em. Mà là còn để... Để làm gì? Để cưới em làm vợ được chứ làm chi. Thôi em về nhà đi, em đưa anh tới đây là được rồi. Nhưng mà em rất muốn được theo anh để lo cho anh. Thôi được rồi, em cũng phải về nhà lo công việc nhà nữa kìa. Anh cất đi, để trên đường đi có đói bụng thì anh mua thêm cái gì đó mà ăn. Thôi, em cứ giữ đi. Em làm cho anh cơm nóng, xách cả tay nải rồi nè. Trong đây nè. Có nhiêu đó không có đủ đâu. Anh phải ăn no thì làm bài thi mới tốt được. Em biết anh rồi, khi mà anh ăn no thì bất cứ chuyện gì anh cũng làm tốt được. Sao em hiểu anh giống y như là mẹ của anh vậy? Anh thương thực sự đó. Mà tiền này đâu ra mà em đưa cho anh vậy? Thì em để dành mấy năm nay đó.
Sao em thương anh dữ vậy hả Lan? Tại em thấy anh ăn hoài không có no, thấy tội nghiệp quá. Rồi em thương hồi nào cũng không biết nữa. Mùi gì thơm dữ vậy ta? Có mùi gì đâu anh. Mùi ạ. À, mùi tóc của em thơm nè. Anh đó. Thôi anh đi nha. Anh nhớ ăn cho no nha. Anh bảo trọng. Anh biết rồi. Em về đi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh biết rồi. Em đi về đi. Giờ anh đi đi nha. Anh đi nha. Vào đổi bạn sang đổi vợ. Đó là những người không có đạo đức thôi. Anh được cha mẹ cho học chữ thánh hiền từ nhỏ rồi, cho nên anh không thể nào mà sống bạc tình bạc nghĩa như vậy được. Làm sao mẹ em biết anh có giữ lời hay không? Em không tin anh hả? Được, anh sẽ thề. Anh thề cái gì? Nếu như anh sai lời thề, anh sẽ bị chết đói. Anh thề gì kỳ vậy? Anh thề như vậy là độc lắm rồi đó em. Trời ơi, anh mà nhịn đói là chịu không có nổi đâu đó. Mỗi lần nhịn đói đó hả? Thấy ghê, nhìn ông nhôm ông nhách. Thấy ghê lắm. Anh đi đúng củi nè. Tại vì anh sắp lên kinh đi ứng thí. Anh phải đúng củi để nhà em có củi đi nấu, không phải mất công đi kiếm. Anh giá gì trước một bó nè, đủ củi cho em nấu đến khi ngàn trở về rồi. Anh Hổ thi cử ra sao nữa? Sao hổm rài không thấy về gì hết? Về làng yêu cầu toàn thể bà con mau tụ họp gia đình ra nghênh đón. Loa 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 loa, quan nghe về làng yêu cầu toàn thể bà con. Ông ơi, làng mình năm nay có người đổ trạng hả ông? Ai mà giỏi dữ vậy ca? Bà hỏi tôi sao tôi biết được? Loa 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 loa, thôi bây giờ tôi với bà ra đó coi coi sao. Hổ thì sao? Không biết là nó có đậu được gì không? Mà sao giờ này không thấy mặt mũi tăm hơi đâu hết trơn? Hay là thi rớt, xấu hổ, cho nên trốn luôn rồi? Cái bà này không có bỏ được cái tính nghi ngờ. Thằng Hổ nó làm được cho nhà mình biết bao nhiêu là việc rồi, bà không nhớ sao? Đó là mấy cái chuyện lao động chân tay, chỉ cần có sức khỏe hơn người là làm được thôi à. Còn cái chuyện học hành thi cử lại là chuyện khác. Thằng Hổ á, nó làm ruộng giỏi thôi, chứ chắc gì nó học giỏi. Bà không thấy hả? Nó học đâu đổ đó đó. Sức học của nó đó, đâu phải ai cũng có được đâu. Ôi trời, cái đó là học ở trường làng, trường huyện, trình độ có đáng gì đâu.
ông không thấy con của ông cả Kiệu với ông thầy Đồ Tri ở sát nhà mình hay sao? Học ngày học đêm, bỏ ăn bỏ ngủ, vậy mà thi trượt hai bận rồi đó. Cái đó tôi có thấy rồi, tụi nó học hành chăm chỉ thiệt. Thì đó. Mà năm nay lại tiếp tục lèo chổng đi thi lần thứ ba luôn rồi đó. Còn thằng Hổ nhà mình á, nói thiệt là tôi không ghét bỏ gì nó hết trơn á, nhưng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó cầm cuốn sách để học. Cả ngày á, nó chỉ ăn và ngủ thôi, thì làm sao mà thi đậu được chứ. Thì đúng là nó ăn nhiều ngủ nhiều thiệt, nhưng chắc nó cũng có lúc nó học chứ. Nếu nó không học thì làm sao nó đậu được mấy khoa thi vừa rồi, phải không? Mà thôi, bây giờ bà với tôi có ra đình đón quan trạng không nè? Cha mẹ ơi, em Lan ơi, anh về rồi nè. Tiếng ai như tiếng thằng Hổ vậy ông? Các người quay về trước đi, ta sẽ qua sau, có gì ta sẽ gọi. Dạ. Cha ơi, mẹ ơi, em Lan à. Có phải thằng Hổ không? Thằng Hổ, đúng rồi bà ơi, thằng Hổ, thằng Hổ bà ơi. Cha, mẹ, cha quan trạng. Lan ơi, thằng Hổ nó làm quan rồi đó. Bà, sao bà kêu quan lớn mà thằng này thằng nọ vậy? Trời ơi, quên. Dạ, tôi xin lỗi. Dạ, quan. Lan ơi, anh Hổ của con đã đổ trạng nguyên rồi đó, con qua với anh đi. Con chào cha mẹ. Chào em Lan. Thưa cha mẹ, con đã đổ trạng nguyên và trở về nhà. Dạ, xin chào quan lớn. Dạ, chào quan lớn. Dạ. Cha mẹ đừng có gọi con như vậy, con vẫn là thằng Hổ thôi. Con luôn nhớ tới ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng con nên người, và con đã hứa với em Lan, con sẽ thi đậu và báo ơn cha mẹ. Lan à, anh có được ngày hôm nay là nhờ công ơn của em đó. Anh cảm ơn em. Và thưa cha mẹ, về tới làng là con chỉ muốn về nhà mình ngay để được gặp cha mẹ. Thưa cha mẹ, xin hãy nhận một lại này. Ấy này 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 này, quan lớn đừng có làm như vậy. Công nuôi anh ăn học không có là bao đâu. Dạ, sức ăn của con không có là bao cả. Cha mẹ ruột của con có nói con ăn thủng nồi trôi rế luôn đó. Nhắc tới ăn, tự nhiên con nhớ tới một chuyện rất là quan trọng. Dạ, chuyện gì quan trọng anh? Từ kinh thành về đây anh đói lắm rồi. Em có thể nào nấu riêng cho anh một nồi cho 10 người ăn được không? Anh định ra chào mọi người rồi về nhà ăn cơm liền đó. Không cần nấu gì cho anh nhiều đâu, chỉ cần rau luộc, cà dầm và chiên cáo cho anh là được rồi. Dạ, vậy đem đi nấu ngay nha. Nè, từ từ hả con? Bà ơi, tôi có dặn con Lan á, dỗ béo một con heo để dành đón thằng Hổ vinh quy bái tổ. Bà hãy kêu người làm thịt con heo để đãi quan lớn nha bà. Ông có nói gì tôi đâu mà tôi biết. Tôi đâu có biết con heo nào. Tôi chưa kịp nói đó mà. Thôi bà đồng ý đi. Đồng ý cho làm con heo để đãi quan lớn nha bà. Bà đừng có làm tôi mất mặt nha. Tôi năn nỉ bà mà. Nghe, nghe. Không có heo gà gì hết. Lan. Dạ. Mẹ nói rồi, không làm heo làm gà gì hết nghe chưa. Bây giờ con cho người làm thịt luôn một con bò cho mẹ. Anh Hổ đã vinh quy bái tổ, làm rạng danh nhà này, thì phải làm nguyên một con bò để mời bà con tới ăn mừng chứ. Và quan trọng nhất là anh Hổ con được một bữa ăn no bụng cho bỏ cái công học hành chứ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bà làm tôi hết hồn à. Bây giờ phần tôi á, tôi sẽ đi qua nhà ba má ruột của anh Hổ, mời ba má ruột của anh Hổ qua đây dự tiệc. Và hôm nay á, là chính thức hai gia đình mình cùng kết thông gia. Ít lâu sau, Lê Như Hổ được triều đình tin tưởng cử đi sứ sang phương Bắc. Thần là sứ thần An Nam, Lê Như Hổ xin bái kiến hoàng thượng. Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Đức vua An Nam xin gửi lời vấn an hoàng thượng và kính chúc hoàng thượng an khang trường thọ, và xin kính biếu cho hoàng thượng một vài món quà quý giá từ đất phương Nam. Ta rất thích
Ngươi hãy về bẩm báo lại với nhà vua, ta cảm ơn. Ta ơn hoàng thượng. Nè, thượng thư bộ lễ. Dạ, có thần. Ngươi hãy cho người đưa sứ thần ra ngoài nghỉ, nhớ chuẩn bị cho họ một bữa cơm thật chu đáo và thịnh soạn đó nghe. Tuân chỉ. Xin mời vào. Thưa sứ thần, hoàng đế của chúng tôi nghe tiếng ngài có sức ăn rất là mạnh mẽ, cho nên mới đặc biệt chỉ thị cho dọn 18 mâm cơm này. Toàn là những món ăn cao sơn mỹ vị để mời ngài. Nếu ngài dùng hết mâm cơm này, đặc biệt là món cuối, thì hoàng đế chúng tôi sẽ ban thưởng. Còn nếu không, thánh thượng sẽ coi đó là thái độ coi thường của sứ giả. Đội ơn thánh thượng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết món ăn cuối cùng đó là món gì. Được. Tề nữ. Dạ. Vậy thì còn các tùy tùng của tôi thì sao? Sứ thần không phải bận tâm. Chúng tôi đã bố trí sẵn một phòng ăn ngay bên cạnh. Muốn ăn ngay bây giờ hay muốn ăn sau tùy ý. Cứ để họ ở đây phục vụ tôi ngay bây giờ thưa ngài. Được. Xin phép ngài, trước khi đại nhân tôi dùng bữa, có thể cho tôi xem qua những món ăn này có được không ạ? Vậy thì xin mời. Đại nhân, tôi có mang theo thuốc cảm mạo, và ngài hãy dùng nó sau khi dùng bữa. Theo em thì cái đầu đó được làm bằng bột dẻo. Họ muốn thử thách anh thôi. Anh cứ ăn đi, đừng sợ. Ta biết rồi. Xin phép ngài, tôi có thể dùng bữa được chứ? Xin mời sứ thần. Đa tạ. Thiệt là đã. Chưa xong đâu. Ngài còn món cuối cùng. Xin mời. Được. Tùy nữ. Dạ. Xin mời ngài. Đa tạ. Xưa nay ta vốn dĩ thích ăn mắt. Để được nhìn xa trông rộng, ta đã ăn muôn vàn con mắt của đủ loài thú trên rừng dưới biển. Giờ ta mới được thử đôi mắt người. Được. Hay lắm.
Ngon, ngon lắm. Ê. Nay được hoàng đế cho ăn đầu người phương Bắc, thật là quý hóa quá. Lỗ tai này chắc là ngon lắm đây. Thôi đủ rồi. Xin bái kiến hoàng thượng. Khá khen cho ngươi, đã ăn hết những món mà ta đã ban tặng. Nhưng câu nói ăn đầu người phương Bắc của ngươi vừa rồi đã xúc phạm đến quốc thể của nước ta, cho nên ngươi phải vượt qua thử thách nữa. Nếu được, ta sẽ trọng thưởng và tha tội cho ngươi. Bằng ngược lại, ngươi sẽ bị đánh 100 trượng. Tuân lệnh hoàng thượng. Yêu cầu sứ thần cho biết chỗ này cách cho ăn khi nãy là bao nhiêu xa, về phía nào, đông, tây, nam hay là bắc. Thế nào sứ giả, cũng đã sắp hết giờ rồi. Dạ bổng ngài, đây chính là căn phòng lúc nãy tôi vừa ngồi ăn. Không ngờ ông chồng ham ăn của em giờ lại là Lữ Quốc Trạng Nguyên rồi đó. Ta ham ăn nhưng mà hữu dụng mà, đâu phải như cái bọn vừa tham ăn vừa phá hoại đâu chứ. Mà công nhận chồng em thật là tài giỏi đó nha. Mới đầu á, vua phương Bắc chỉ là muốn thử tài của sứ giả nước Nam thôi, nhưng mà đến khi anh trả lời được câu hỏi thì nhà vua cũng phải phục tài của anh và phong anh lên làm Trạng Nguyên của hai nước luôn á. Anh đã được vua tin tưởng cử anh đi sứ sang phương Bắc, thì chính vì vậy anh phải làm cho phương Bắc để phục người Việt của chúng ta chứ. Mà em cứ thắc mắc tại sao á, anh có thể đoán được họ đưa anh đi khắp nơi rồi lại trở về chỗ cũ hả? Mà khoảng thời gian anh đi cũng là khoảng thời gian cũng rất lâu, họ có thể dọn dẹp sạch sẽ tất cả thì làm sao mà anh có thể đoán đúng được. Với lại đám du quan đó cũng có hỏi anh là con bí quyết gì vậy, nhưng mà anh đâu có nói. Anh định giấu vợ của anh luôn sao? Trời ơi, anh đâu có dám đâu.
Thôi được rồi, anh sẽ tiết lộ bí mật cho vợ biết. Với điều kiện anh nói ra, em phải làm cho anh một chuyện. Anh cứ nói đi, bây giờ đến hai chuyện em cũng làm cho anh luôn. Em hứa là làm cho anh hai chuyện rồi đó nha. Được, anh sẽ nói cho em biết là tại sao anh biết họ đưa anh trở về ngay chỗ cũ. Tại sao vậy anh? Đó chính là mùi thơm bông bưởi trên tóc của em đó. Anh ngửi hoài cho nên anh nhận ra. Anh đó nha, anh ghê thiệt đó. Anh dám ngửi lên tóc em hả? Nè, bây giờ thì em đã thua rồi ha. Em phải giữ lời hứa với anh là phải làm cho anh hai chuyện đó nha. Bây giờ chuyện thứ nhất mà anh yêu cầu đó chính là nấu một mâm cơm cho 10 người ăn cho anh chứ gì. Ủa sao biết hay quá vậy? Cái nết của anh em còn lạ gì nữa. Công nhận vợ của anh thông minh thật chứ. Mà em nói đúng rồi đó, anh đang đói và thèm cơm vợ nấu lắm rồi. Ăn mấy cái món bên đó toàn là dầu mỡ, không có ngon lành gì hết. Anh thích ăn mấy món ăn vợ nấu thôi à. Em nấu một mâm cơm quà ông Dương ngũ vị, có rau có thịt, bảo đảm cho sức khỏe nữa. Em biết rồi, để lúc về em sẽ nấu ngay cho anh ăn. Vậy còn chuyện thứ hai? Chuyện thứ hai là sau khi ăn cơm xong, em phải đi gội đầu và dắt bông bưởi lên để cho tối anh tha hồ mà anh ngửi. Không sao, đầu u thì mặc đầu u, đầu u chút xíu cái đầu hết u. Vợ ơi, vợ mở cửa ta vào đi, ở ngoài này mũi chích quá, ba mẹ rầy đó. Vợ mở cửa ta vào đi. Đêm nay trăng sáng quá ta, trăng sáng mặc kệ, ta lo động phòng. Vợ ơi, mở cửa ta vào đi vợ. Chàng thích văn chương thơ phú lắm phải không? Ta hả? Ta bình sinh là tức cảnh sinh tình mà tức vật là sinh thơ á. Nàng mà không mở cửa hả, ta làm thơ tới sáng luôn. Thiếp Dung có học giỏi vẽ được đôi chữ. Vậy bây giờ thiếp ra câu đối này, nếu chàng đối được, thiếp xin mở cửa mời chàng vào. Ôi, khuya rồi, ta buồn ngủ cho ta động phòng đi. Hay là sáng hả đối? Không được, chàng phải tỏ rõ bằng chúng bạn thì thiếp mới tâm phục khẩu phục. Thôi được rồi, nàng ra câu đối đi.
chồng phương Đông, vợ phương Tây. Nín lặng cho hay, chớ lòng Nam Bắc. Chồng phương Đông, vợ phương Tây, nín lặng cho hay, chớ lòng Nam Bắc. Chồng phương Đông, vợ phương Tây, cùng giao theo Tam Tạng thỉnh kinh. Hay quá. Vợ ơi, ta đói rồi đó, cho ta vào động phòng đi. Sao nàng im lặng vậy? Bộ ta đối sai hả? Mở cửa ta vào đi mà. Ta muốn động phòng. Vợ ơi, mở cửa đi. Tụi ta không muốn ngủ rồi này. Vợ ơi, cho ta vào phòng đi. Ta... Giờ này sắm bẩn vậy đó mà con dâu nó chưa chịu dậy là sao chứ? Rót nước uống đi. Thấy không được rồi đó. Ta uống đỡ không khí đi, con dâu nó chưa dậy, lấy trà ra mà súc miệng. Bà cứ cằn nhằn hoài à. Bà thông cảm cho thằng con trai mình đi. Thằng con trai duy nhất của mình nó cũng yên bề gia thất. Rồi đây nó sẽ đẻ ra một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa, rồi mười đứa, rồi ba chục đứa. À, thôi thôi thôi, tắt quá. Tôi thấy ông nôn nào à, ông nôn còn hơn con mình á. Cái gì mà mới đây mà đã có cháu rồi, cái gì cũng phải từ từ, hiểu chưa? Thì ý tôi thèm cháu thì tôi mơ gì mà. Thèm rồi. Rồi đây bà sẽ là bà nội, tôi sẽ là ông nội. Cha chả. Gì cha chả? Ông nhìn thấy gì không? Trời, hai cẳng của đứa nào đẹp quá vậy? Trời đất ơi, đứa nào vậy? Đứa nào gan mà giờ này còn dám ngủ vậy? Mà lại ngủ ở trên nhà trên nữa chứ. Chà, muốn chết. Đứa nào mà cả gan ngủ đây vậy hả? Đứa nào cả gan ngủ đây vậy hả? Tưng 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 tưng. Thằng nào? Thằng nào? À, thằng con trai. À, thằng con trai. Sao con ngủ ở đây? Sao con ngủ ở đây? Sao vậy? Sao vậy? Ông lại vậy nhắc theo tôi hoài vậy? Bà làm gì? Tôi nói theo bà hả? Thôi nha. Thôi nha. Con bảo. Vậy? Bảo. 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 Sao vậy con hả? Sao vậy con hả? Sao trong buồng vợ không ngủ mà ra ngoài này ngủ? Cha mẹ ơi, vợ con không cho con vô buồng động phòng. Hả? Thật là quá đáng à. Nó dám để con trai yêu quý của mẹ nằm ở ngoài bộ dáng vậy. Để mẹ vô mẹ hỏi tội nó mới được. Mẹ, mẹ đừng gầy vợ con. Tại con kém cỏi, con không thông minh, không đối được con đối. Đối cái gì? Đáp cái gì? Cưới nó về để làm vợ, chứ không phải làm mẹ. Cưới nó về đâu phải làm chủ khảo chốn thương trường. Tôi nói lộn, chủ khảo chốn quan trường. Còn ông nữa, ông làm gì vậy hả? Ông thấy thằng con trai của mình á bị ức hiếp mà ông ngồi ông cười đó hả? Chứ bà không thấy thằng con mình á dốt nát, đối đáp chớt hè hay sao? Vợ nó cấm cửa nó luôn là phải rồi. Ê, ông tin ông cười á tôi đập cái mặt ông không? Ơi bà bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Con nó như vậy á, tôi nhìn á, bà tưởng tôi vui lắm mà. Tôi sốt ruột lắm nè. Nhặt lỗi bà nhìn đi. Cái mặt nó đó, vậy đó. Rồi nó dốt nữa. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Con không chịu đâu, kiểu này con chết chắc rồi. Cha mẹ mới tìm dế đó cho con. Con muốn động phòng với vợ con. Nhân bất học, bất như vật. Nhân bất học, bất như vật. Ấu nhi học, tráng nhi hành. Ấu nhi học, tráng nhi hành. Thượng trí quân, hạ trạch dân.
Thượng trí quân, hạ trạch nhân. Dương Thinh Danh, hiển phụ mẫu. Dương Thinh Danh, hiển phụ mẫu. Quan Ư Tiền, Thùy Ư Hậu. Quan Ư Tiền, Thùy Ư Hậu. Nhân Di Tử, Kim Mãn Doanh. Nhân Di Tử, Kim Mãn Doanh. Ngã Giáo Tử, Duy Nhất Kinh. Ngã Giáo Tử, Duy Nhất Kinh. Cần Hữu Công, Hí Vô Ích. Cần Hữu Công, Hí Vô Ích. Các trò đã hiểu chưa? Dạ hiểu. Giờ các trò tạm nghỉ. Chào Tân Lan. Đệ cứ tưởng hôm nay là Quynh phải ở nhà chứ. Sao không ở nhà với Tân Nương mà lại đi học? Đúng rồi đó. Đêm qua động phòng có vui không? Kể bọn này nghe với. Ủa, mà sao thấy mặt Quynh buồn phiền quá vậy? Hay là hồi tối vợ chồng không có động phòng mà vợ chồng động tay động chân? Vợ đệ không cho đệ vào buồn động phòng. Sao vậy? Vợ đệ nói phải đói được câu đói mới mở cửa. Rồi tỷ ấy ra câu đói sao? Vợ chồng phương Đông, vợ phương Tây, nín lặng cho hay, chớ lòng Nam Bắc. Rồi Quynh đói thì sao? Chồng phương Đông, vợ phương Tây, cùng nhau theo Tam Tạng thỉnh kinh. Trời ơi, Quynh ơi Quynh, Quynh trả lời như vậy là chết rồi. Gia Bảo ơi là Gia Bảo, Quynh đúng là dốt đặt cán mai. Bởi vậy bị cấm cửa phòng Hoa Chúc là đúng rồi. Dạ thưa thầy, em về. Gia Bảo, con nán lại một chút, thầy có chuyện muốn nói. Dạ thầy. Thầy đã nghe hết câu chuyện của vợ chồng con đêm qua. Thầy, con đừng ngại. Chuyện xảy ra cũng thật tội nghiệp cho con, mà thầy cũng cảm thấy xấu mặt nữa. Vì vậy thầy có ý định muốn giúp con. Thầy giúp con thiệt hả thầy? Nhưng thầy giúp con bằng cách nào ạ? Thầy sẽ giúp con giải câu đối của vợ con. Thiệt hả thầy? Câu đối của vợ con như thế nào? Hãy đọc lại cho thầy nghe. Dạ. Chồng phương Đông, vợ phương Tây. Chồng phương Đông, vợ phương Tây, nín lặng cho hay, chớ lòng Nam Bắc. Con cứ đối lại như thế này: trai phận cấn, gái phận tốn. Không nên cãi lộn, trái đạo càng khôn. Trai phận cấn, gái phận tốn. Không nên cãi lộn, trái đạo càng khôn. Đúng thầy. Dạ con ổi ơn thầy. Con đội ơn thầy. Con thưa thầy con về. Trai phận cấn, gái phận tốn.
không nên cãi lộn, trái đạo càng khôn. Quỳnh Gia Bảo. Thầy ơi, thầy. Quỳnh đi đâu vậy? Thầy Lê Chỉnh Quỳnh. Quỳnh có thấy thầy đâu không? À, thầy đi đám khao trên đình á, chiều mới về. Chết rồi. Mà Quỳnh kiếm thầy có chuyện gì không? Có chuyện gấp lắm. Chết rồi. Để quên câu đối mà thầy chỉ hồi sáng rồi. Giờ sao đây? Câu đối đúng không? Quỳnh biết hả? Quỳnh Quỳnh đâu có biết gì đâu. Giờ sao đây? Nếu mà không đối được vợ để không cho động phòng. Thôi Quỳnh làm gì Quỳnh làm đi. Để đây đợi thầy về. Chứ về vợ để cũng đâu cho vô phòng đâu. Trai phận. Chàng lại đến nữa sao? Chàng đã đói được chưa? Nếu không đói được thì đừng làm mất thời gian của thếp nữa. Nàng ơi, ta lỡ quên mất câu đối của nàng rồi. Nàng có thể nhắc lại giúp ta được không? Chồng phương Đông, vợ phương Tây. Nín lặng cho hay, chớ lòng Nam Bắc. Trai phận cấn, gái phận tốn, không nên cãi lộn, trái đạo càng khôn. Thank you.
Dạ 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 ơi, dạ dạ. Ta về rồi nè, mở cửa ta vào đi. Ta đã tìm được câu đối rồi nè. Dạ ơi. Dạ dạ. Chàng đã vào rồi, còn đói gì nữa? Ta đã vào hồi nào đâu, ta mới vừa về mà. Để ta đối cho nàng nghe nha. Trai phận cắn, gái phận tốn. Chàng đừng có đùa nữa, khuya rồi, ngủ đi, kẻo cha mẹ thức dậy quở trách chúng ta đó. Ta đâu có đùa đâu, ta mới về thiệt mà. Ta từ bên nhà thầy về đó, thầy đi ăn cổ về sai khước. Rồi ta đợi mãi, thầy mới tỉnh lại, giải đáp câu đố cho ta. Ta mới chạy về đây với nàng nè. Nàng mở cửa cho ta đi. Vợ vợ, vợ cho ta động phòng đi. Vợ ơi. Ta là chồng của nàng nè. Hả? Vợ, vợ ơi, vợ, vợ có sao? Cha mẹ ơi, vợ ơi, vợ. Cha mẹ ơi, vợ con sao nè? Cha mẹ ơi, vợ. Vợ. Bày ra trò đối đáp để tự hại mình, nhục nhã mở cửa rước xối vào nhà để làm trò đòi bại. Làm sao để gọn rửa tấm thân nhơ nhuốc này đây? Thôi thì đành mượn con sông này. Thầy ơi, không biết kẻ nào đã biết được giấy đố thầy giải cho con, nên đêm hôm lén vào buồng vợ con giở trò săn bẫy với vợ con. Vợ con thấy xấu hổ quá đã nhảy xuống sông, nhảy xuống sông quyên sinh rồi thầy ơi.
chào thầy. Ủa, có phải thầy đi cái đám con dâu nhà bá hộ về không thầy? Dạ. Ai, tội nghiệp cho con nhỏ. Ta nghĩ số vàng này khó lòng mà nhận được rồi. Vậy phiền hai lính về bẩm báo lại với quan trên. Học trò của ta không có phúc phận nhận lộc của quan. Thưa thầy, để đó lại câu của quan huyện không khó. Sao? Trò có câu đối à? Dạ, trò đó lại như vậy. Chồng phương Đông, vợ phương Tây, nín lặng cho hay, chớ lòng Nam Bắc. Bằng câu trai phận cứng, gái phận tốn, không nên cãi lộn, trái đạo càng khôn. Hay lắm, vế đối của trò rất chỉnh. Vậy thì còn chần chờ gì mà không lên đây để nhận lộc của quan trên. Lĩnh được. Dạ. Cho nó lại. Thầy. Đâu đâu.
Ông Tám đó, cho đưa tụi bay. Mày đâu có thấy mặt của ổng đâu, sao mà mày biết được? Thì ông bảo chỉ rồi đó. Mắt ổng có giật giật, kêu ổng đi, chứ ổng vô nhà sau là mất tiêu á. Tụi bay tới đây làm gì vậy? Dạ anh chào ông. Dạ chào ông. Tụi con qua chơi với bác Tám á. Tới chơi mà lén lút giống như ăn trộm vậy hả? Dạ đâu có. Dạ đâu có, tụi con đâu có làm gì đâu. Dạ tụi con chỉ xem coi ông Tám có nhà không thôi. Kỳ ghê á. Ông Tám mời tụi mình tính chơi mà ăn vậy đó. Dạ mà ông Tư ơi, có ông Tám nhà không ông Tư? Có Tư, ông có Tám. Dạ thôi, dạ thôi. Tụi con chào ông, tụi con về. Chào. Đi, đi. Cái ông Tư này thiệt là ngộ nha. Lúc nào cũng muốn hù chết người ta vậy á. Hiện tại ông bị mất đồ một lần rồi, nên nó phải cảnh giác chứ. Ừ, đúng rồi. Nhưng coi bộ, ông khó hiểu lắm á. Hôm nào mà ông Tám thì hỏi thêm mới được. Nhất trí luôn. Nhưng mà bây giờ mình chơi tiếp đi. Trước sau gì á thì cũng phải trả là chủ nhân của nó rồi. Cha mẹ mang cơm ra cho con nè. Dạ. Cha mẹ mới ra hả? Thiệt vất vả cho cha mẹ quá à. Chà, có gì đâu. Vừa tốt quá hả con? Con gái của mẹ giỏi quá. Con mong bán được có tiền để phụng dưỡng cha mẹ. Chứ cha mẹ nuôi con lớn lần này rồi mà con vẫn không làm được gì cho cha mẹ vui hết. Chà, con gái nó hiếu thảo, nó nói câu nào ra mát ruột câu nấy hả bà? Thôi cha mẹ vô nhà đi, con mới nấu xong ấm nước chè xanh để chờ cha mẹ đó. Ủa sao ông bà đó thấy mình mà không nói gì hết vậy? Tôi cũng thấy lạ, không lẽ mắt ông bà bị mờ hay là bị cận? Rồi xong tụi mình bị tàn hình rồi. Ủa bảo nói vậy nghĩa là sao? Thì tụi mình lần cho chuyện cổ tích bằng cách tàn hình đó. Hèn gì, tụi mình mặc nguyên bộ đồ này không có như trước nữa. Ừ, có lẽ bà nói cũng đúng. Nên thử một lần để biết. Đi theo ông bà xem sao. Bà đâu thấy mình đâu. Nhưng mà sao tôi thấy kỳ, hai ông bà nói chuyện với con gái mà nghe thấy tiếng chứ không thấy người. Không lẽ chị ấy cũng tàn hình giống mình nữa. Kỳ lạ thật. Nhà trống quơ trống mắt à, nhìn xung quanh nhà cũng không có ai hết á. Ê tụi bay chú ý kìa, hai mắt của ông bà đang chú ý xuống cái bàn kìa.
Wow. Nàng Út. Ủa nàng Út dễ thương quá hả? Ờ nàng Út dễ thương. Út à, thấm thoát con cũng đã lớn tới tuổi cập kê rồi. Mẹ không biết con có được tấm chồng hay không. Mẹ lo cho con quá. Sao bà lại nói vậy? Con nó buồn sao? Là tôi sợ đó, nay mai chúng ta qua đời hết rồi, con nó biết nương tựa vào ai? Con mình nó giỏi giang như vậy, giữa đồng không mong quạnh như vậy, mà nó gầy dựng được một ruộng dưa tươi tốt như vậy, bà còn lo gì nữa? Mọi việc đều có cơ duyên của nó. Con xin cha mẹ đừng lo nghĩ cho con tự xoay sở được mà. Cha, mẹ, đừng có buồn nữa nha. Ủa sao anh thấy em bo đâu hết vậy? Rồi sao bảo? Đành chờ hết chuyện vậy mới biết được. À, có khi nào em bo hoàng tử không? Trời ơi, hoàng tử khóc nhè á. Chủ nhân của ruộng dưa ơi, giữa chúng hoang sơ đồng trống như vậy, ta vừa khát vừa mệt, ta xin bạn mấy người cho ta xin một quả dưa, sau này khi quay lại đây ta sẽ hậu tạ vàng bạc. Ta nghĩ người sẽ không từ chối đâu. Tâu Điện Hạ, bọn thần đã đắc tội với Điện Hạ vì đã để Điện Hạ lạc nơi quan sơ đồng vắng như thế này. Xin Điện Hạ quay gót, đã có chúng thần hộ tống về. Tất cả là do ta, hai người không có tội gì hết, mà cũng chính nhờ như vậy ta mới phát hiện ra được nơi quan sơ đồng trống như vậy lại vẫn còn một ruộng dưa xanh tươi sai trái. Theo ta nghĩ, chủ nhân của ruộng dưa này chắc chắn phải đảm đang giỏi giang xinh đẹp lắm. Xin Điện Hạ quay gót vì nơi đây là chốn quan sơ đồng vắng, kẻo nơi này là có chốn yêu ma quỷ quái. Người gì đâu mà kỳ cục, dưa của người ta trồng công khó vậy mà ăn bỏ mứa. Thật. Thank you.
chuyện của Thích cũng đâu có đâu. Vậy thôi, giờ mình chia nhau ra tiệm bo đi. Thầy dĩ chuối ra sân sau tiệm đi, còn Bảo ra sân trước. Mà ngon làm cái gì? Ở đây coi coi bo có trong chuyện của Thích không. Mấy đứa ơi, mấy đứa, tụi bo có ai trong nhà coi không? Thưa ông ngoại. Tụi con ở đây rồi, Bo đâu? Dạ thằng Bo nó đi. Cái gì mà ấp úng? Nó đâu? Nó đi với bạn Bảo ông ngoại. Vậy hả? Con dạ. Kiếm Bo, kêu Bo vô đặng bà ngoại cho uống sữa nha. Dạ. Bên bên nó mấy Bo Bình ơi. Tôi tìm hoài thấy Bình ơi. Gì? Gì? Về ăn cho ông ngoại. Bo đâu? Đúng rồi, Bo đâu Bảo. Bo đi với chú với Hoàng Việt á ông. Dạ, đúng rồi. Bình ơi, con thấy Bo. Bình ơi, thấy Bo. Rồi kia mà thấy Bo mà. Còn ông nghe nói là thằng Bo nó đi với hai đứa con mà nó đâu rồi? Đúng rồi, Bo đâu rồi. Dạ, nó ở đằng sau kìa ông. Thôi vậy thì con kêu nó vô đi, đặng bà ngoại cho uống sữa. Dạ. Mém nữa là bể mánh rồi. Trời, ở đây cũng có, trong chuyện cổ tích cũng có. Giờ sao giờ? Không biết Bo ở đâu nữa. Hay là mình quay lại cái ruộng dưa đi ha. Lỡ ông Bo nó nhỏ xíu gì nào, cái xong nó núp dưới lá sao, ai biết được. Bà nghĩ sao vậy? Theo tôi nghĩ á, là Bo chưa được sinh ra, giống như trong chuyện khi phụ năm xương á, nhớ không? Đúng rồi đó. Thôi, giờ mình vô chuyện cổ tích, chờ nàng Út xin lấy bé Bo đi. Một, hai, ba, nàng Út! Sau lần ăn hết miếng dưa dở dang của vị hoàng tử để lại, nàng Út thấy trong người mình bỗng dưng khác lạ, bụng mang dạ chữa mà không biết vì sao. Nàng hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh, lớn nhanh như thổi và rất ngoan. Ê, Bo kìa! Bo! Bo ơi, Bo! Bo à, em làm con của cô gái búp bê đó, em có biết không? Bo nói phải biết nghe chưa, lần sau mới chơi đi chơi á. Làm con của nàng tiên với hoàng tử, xuống muốn chết, còn đòi gì nữa. Ý chết, có người tới kìa. Mình đi đi. 1, 2, 3. Nơi này 4 năm trước ta đã ghé qua đây. Đúng rồi, một sự tình cờ thật thú vị. Chủ nhân ơi, người có ở đây không? Ta chắc chắn là phải có ai ở đây thì mới duy trì ruộng này xanh tươi quanh năm suốt tháng được. Bẩm bệ hạ, đằng kia có một đứa bé kia kìa. Con ơi, ôi một bé trai đẹp tựa tiên đồng. Con ơi, con là con của ai? Tại sao ở đây một mình vậy? Mẹ con đâu? Bẩm bệ hạ, xa xa đằng kia có mái nhà tranh, chúng ta hãy tới đó hỏi thử xem. Giống quá, giống bệ hạ quá. Có người ma lẫn quất đâu đây hả? Nghe trong gió có tiếng gì thì xào ghê quá mày. Điện ai? Bẩm điện hạ, xin điện hạ lưu gót điện hạ. Mẹ của đứa bé này không có ở đây. Ta sẽ mang đứa bé này về cung, nhưng đừng nghĩ tưởng của ta. Các người thấy như thế nào? Bé đứa bé chúng ta. Xin ngài hãy dừng bước và hãy trả con lại cho tôi. Ai đó? Ai vừa mới lên tiếng đó? Tôi là mẹ của đứa bé. Có thật là mẹ của đứa bé không?
Nếu như nàng là mẹ của đứa bé thì hãy ra gặp mặt ta đi. Như vậy thì ta mới tin được. Xin ngài đừng làm khó tôi. Ở nơi chốn quan du này chỉ có hai mẹ con bầu bạn. Tôi xin ngài hãy để con lại cho tôi và hãy đi đi. Nàng hãy ra gặp ta đi. Nàng ở đâu? Ra gặp ta đi. Tôi đây. Tôi đứng sau mọi người đây. Mọi người hãy nhìn xuống đất. Trinh Thiên Hạ, ma ma, đừng lại gần. Chẳng lẽ nàng là... Tôi chính là mẹ của đứa bé. Dì cưng ơi này, là của nàng hả? Có đúng vậy không? Vâng, chỉ một mình tôi thôi. Vậy còn cha của đứa bé? Tôi không biết. Từ từ vô đi. Vậy tại sao đứa bé lại giống tôi như lúc? Nhất định đó là con của tôi. Ông trời đã ban con cho tôi. Hèn gì tôi gặp nó, cảm xúc trong người tôi dâng tràn. Dù thế nào đi nữa thì xin ngài cũng hãy lui gót. Ở nơi chốn quê mùa này không xứng với ngài đâu. Bẩm đi hạ, xin điện hạ về tấu lại với cha đi ạ. Các người về trước đi. Ta sẽ ở lại đây với mẹ con này. Điện hạ, hoàng thượng đã cầu hôn công chúa A Lao cho ngài rồi. Của Hoàng Nhi con ta sao mà lâu quá, không biết có chuyện gì xảy ra không? Cấp báo, dạ dạ cấp báo. Trời lại có chuyện gì nữa đây? Trời đất ơi, dạ muôn tâu, dạ bọn thần có tội, xin hoàng thượng thứ tội. Thôi, trời ơi, con cái bổn đó làm hoài, có chuyện gì nói đi. Dạ một chuyện rất là kinh thiên động địa, hãi hùng lắm, dạ xin bệ hạ. Dạ, hoàng hậu hãy bình tĩnh à. Chuyện gì hãy nói nhanh lên đi. Dạ, số là như vậy. Dạ, bọn thần hộ chiếu hoàng tử. Cái gì mà hộ chiếu? Dạ, quên, hộ giá hoàng tử. Dạ, đi vào một nơi đầm cấm. Ôi, một cánh đồng thật là cấm, kinh khiếp quá. Dạ, nó có bông xanh, bông trắng, bông đen, rồi lại bông, ơi là bông. Thôi! Xanh rồi, dạ, thôi. Ca hát tới sáng chưa hết câu chuyện đó. Dạ. Có chuyện gì nói mau đi. Dạ, cuối cùng, dạ bông. Bông nó kết hoa nở trái. Trời ơi, nguyên một rẫy dưa. Và trái nào trái nấy bự như vậy. Và hoàng tử hái dưa. Và cái hoàng tử mới xẻ dưa. Và cái hoàng tử mới tách dưa. Và hoàng tử mới ăn dưa. Ui, nó ngọt. Nhà ngươi làm ta thèm quá. Dạ. Thôi, có chuyện gì? Ngươi cứ nói đại ra đi. Dạ, bẩm hoàng thượng và hoàng hậu, còn chuyện kinh thiên động địa nữa. Chuyện gì mà kinh thiên? Dạ, tự nhiên có một chàng trai, một cậu bé giống y tạc như là hoàng tử luôn. Khôi ngô tấn tú, mặt mày thanh tao, giống y như đôi mắt nè, giống cái mũi nè, giống cái mũi cười có duyên nè. Nhưng mà tại sao nhà ngươi biết? Dạ em nghe quân sĩ nói lại. Quân sĩ nói gì ngươi đâu có đi theo đâu mà biết. Dạ nhưng mà quân sĩ nói giống y như là đúc. Rồi từ đó hoàng tử mới nhận
cậu ấy là con của mình. Con? Dạ. Cái chuyện của cậu bé chưa có ghê lắm đâu, cái chuyện mẹ của cậu bé mới thật là rùng rợn hay. Cái gì mà rùng rợn? Nhà ngươi kể cho ta nhanh lên. Dạ mẹ của cậu bé, trời ơi, đúng là ma quỷ hiện hình cám dỗ hoàng tử. Vậy là chết con ta rồi Hậu ơi. Nhưng mà người đó có mắt không? Dạ có mắt. Có mũi không? Dạ có mũi. Có miệng không? Dạ miệng có luôn. Trời đất ơi, vậy đâu phải là quỷ ma, là người. Đặc biệt luôn, nàng ta chỉ có chút xíu mà thôi. Trời ơi, như vậy là quái nhân rồi. Hậu ơi, quái nhân rồi Hậu ơi. Dạ trời. Thưa bệ hạ, chưa đâu. Nàng ta có thể đứng trên lòng bàn tay, cười nè, nói nè, ca hát nè. Ôi ghê sợ quá. Thật là quan rồi. Dạ. Ta không cấm thái tử tam thê tứ thiếp. Dạ. Mà ta không thể để cho thái tử lấy một hàng yêu tinh ma quỷ quái vậy được. Dạ. Hãy dám. Dạ có dám. Hãy tới đây chưa? Đưa thái tử về cung cho ta. Dạ xin tuân lệnh. Dạ bẩm hoàng thượng. Bẩm cái gì nữa? Rồi có đưa nàng út đó về không à? Không. Dạ không. Biện. Hoàng thượng ơi, vậy là chết hoàng nhi của ta rồi hoàng thượng ơi. Có thánh chỉ tới. Cha ta truyền lệnh, các ngươi phải long trọng đón ta trở về. Nhưng điện hạ không được đem yêu tinh đó về. Yêu tinh nào? Xin điện hạ xá tội. Ý của vua cha không chấp nhận một con dâu có ngoại hình kỳ vậy như vậy. Vua cha của ta không bao giờ có ý nghĩ hồ đồ như vậy. Đó là những ý nghĩ đơm đặc bia chuyện của bọn ninh thần. Ta sẽ đường đường chính chính dắt vợ con ta về. Bởi vì vợ ta mới đáng mặt hiền thê, đoan trang hiền tục. Các ngươi nghe rõ chưa? Bo, em hoàn thành sứ mạng đi, rồi chúng ta kết thúc chuyện rồi đi về. Chứ không tàn hình lâu quá không trở lại được như cũ bây giờ. Ừ làm đi Bo. Nhanh lên. Ừ làm đi Bo, nhanh lên. Chàng hãy đưa thiếp và con về diện kiến vua cha nha. Hiền thê ơi, xin điện hạ mau về cung, hoàng thượng sẽ đẹp lòng. Tao phải nắng cho mày nha. Chầm nước nguyên một ngày lạnh lắm rồi. Mình ơi, anh về rồi nè Mình ơi. Trời, giờ này mà vợ mình chưa về nấu cơm nước gì nữa ta. Đứa tôi già ruột, vậy bạn của ông chọn ai? Bây giờ có nói không? Hả? Nói gì nổi. Cái gì? Tại sao vậy? Tại sao hả? Đi câu về không về nhà mà lại đi nhậu. Ông ở nhà tôi cho ông biết nha. Ở nhà của anh Kiếm hả? Mình mới về hả Mình? Mình về rồi còn tính đi đâu nữa? À, tại anh nghe ồn ào bên nhà anh chị Kiếm bển kìa. Anh qua bển coi có chuyện gì không? Thôi, mình qua chi cho mất công. Em mới ở bển về nè. Chuyện không đáng gì mà hai người đang cự cãi với nhau. Em can không được cho nên em đi về luôn. Nhưng mà có chuyện gì mới được chứ? Anh Kiếm về có chút rượu trong người, cho nên chị Ngọc la lối âm thầm, rồi anh Kiếm cự cãi lại. Vậy là cả hai gây lộn với nhau. Em đi ngang thấy vậy vô can nhưng mà không được, cho nên em đi về luôn. Thiệt tình với gia đình. Thôi trễ rồi, để em vô nấu cơm cho mình ăn nha. À, vợ của anh cũng kỳ đi. Anh em đi nhậu có chút xíu thôi, có gì đâu mà chỉ cần nhăn. Anh qua bển chút xíu anh về.
Cậu Kinh, bây giờ tôi hỏi cậu nè. Dạ. Có phải là hồi chiều chồng tôi đi nhậu với cậu không? À, dạ đúng rồi, anh em đánh trúng cái luồng cá lớn nên về sớm ăn mừng nhậu có chút xíu à. Trời đất ơi, tại sao về sớm không về nhà phụ vợ phụ con, bao nhiêu công chuyện ở trong nhà, rồi đi nhậu nhẹ như vậy, nó cũng như không à. Chị à, chị nói sao em khó nghe quá à. Cái gì khó nghe? Anh em ăn mừng nhậu có chút xíu thôi, có gì đâu chị cần nhằn dữ vậy. Hả? Bây giờ chồng tôi đã có vợ rồi thì phải lo cho vợ cho con, không có bạn bè gì ở đây hết á. Mà tôi nói cho cậu biết nha, từ đây về sau á, tôi cấm cậu không được rủ chồng tôi nhậu nhẹt nữa. Chị à, chị nói vậy sao nghe được. Dù sao chồng em với chồng chị cũng là bạn bè thân thiết từ nhỏ mà. Chồng tôi bây giờ đi đánh cá về á là phải về nhà với vợ với con, không có nhậu nhẹt gì với bạn bè gì ở đây hết trơn á. Dạ, chị nói vậy á thì em sẽ nói lại với chồng em. Chị cứ đi về đi. Không cần đuổi, tự tôi biết đường về. Chị à, Mình mơ thấy cái gì mà ngủ cười dữ vậy? Anh đang mơ hả? Ừ. À, anh đang mơ. Anh thấy anh đi giăng lưới ngoài biển á, cái anh gặp một vị thần, ông chỉ cho anh á cái chỗ kho báu nè, rồi vàng nữa. Ở dưới biển á nhiều dữ lắm, nhiều luôn. Vậy hả? À. Rồi sao nữa? Rồi em gọi anh vậy đó. Rồi anh đâu có biết tiếp theo là vàng ở đâu và làm cách nào để có vàng ở đâu. Có nước tát cạn biển đông thì mới mơ thấy đèn bạc châu báu. Em nói gì vậy? Ủa, bộ em cũng nằm mơ giống như anh vậy hả? Không có đâu, em chỉ nói đại thôi. Chắc là dạo này nhà mình nghèo quá nên trong giấc mơ thực hiện ước muốn của mình thôi. Thôi, mình ngủ đi mình. À. Dạ con mời bà uống nước. Ờ, cảm ơn con nha. Mình ơi. Mình. Mình mệt không? Em không mệt. Sao hôm nay mình về sớm vậy? À, hôm nay mấy anh em đi lưới cá mà sóng lớn quá, không có được con cá nào hết trơn á, nên quyết định về sớm rồi. Hai chồng chú Tím ở lại làm nha, hai chồng tôi về trước nha chú Tím. Dạ. Dạ. Mấy bữa nay biển động cho nên tàu bè đi còn lâu mới về. Ngày mai em tính là sẽ đi tìm việc khác để làm. Không may anh xuống biển anh đi tìm vàng nha. Mình vẫn còn tin giấc mơ đêm trước sao? Không phải anh tin giấc mơ mà anh nghe mấy đứa bạn nó nói dưới biển có vàng thiệt đó. Nhưng mà không có nhân gì hết trơn á. Bây giờ em chưa có việc làm nè, anh đi chài lưới cũng đâu có được bao nhiêu cá đâu. Hôm nay mình làm liều một lần đi em.
Hả? Minh, nếu như mà mình tác cạn biển, chúng ta không tìm được vàng bạc châu báu thì chúng ta cũng có cá để đem về phơi khô ăn dần. À, đúng rồi ha. Nhà mình nghèo rớt mồng tơi, mình có cho không chi? Ngủ đi, em là có chồng anh nữa. Mình ơi, mình nói, mình dậy đi. Em nghe có tiếng động, mình dậy coi thử coi sao. Thôi lắm. Mệt em quá. Trời ơi, đôi quá. Đôi quá. Đôi quá. Ông ơi, ông ơi, ông có bị sao không? Sao ông ngồi trước cửa nhà con vậy? Con đỡ ông lên ghế nha. Em ông uống miếng nước cho khỏe đi. Ông đói quá. Nhà ông ở đâu? Sao ông ở đây giờ này vậy? Ông đi lạc. Ông đói quá. Có cháo cho ông xin chén cháo cũng được. Dạ. Em vô nấu cho ông một chén cháo đi. Nhà mình hết gạo rồi. Hồi chiều còn bao nhiêu em ghét nấu cơm hết. Em có nói cho mình nghe rồi, mình quên rồi hả? Mình còn một chén cơm nguội. Em vô nấu cháo được đó. Ông ơi, ông chờ con một chút nha. Ông ơi, ông ăn miếng cháo đi. Ông ăn từ từ thôi. Coi chừng nóng đó ông. Ông cảm ơn hai con ông no rồi. Dạ. Thôi ông đi nghe con. Bây giờ trời cũng đã tối rồi. Thôi ông ở lại ngủ nhà con đi. Rồi sáng ông hãy về. Không sao đâu. Ông ơi, tôi cháu ông no rồi. Ông nhớ được về nhà mà. Ông cảm ơn con nhiều lắm. Ông cảm ơn vợ chồng con. Ông đi nha. Ông đi đường cẩn thận nha. Vô ngồi nghỉ uống nước đi. Để anh làm cho. Em không có sao đâu. Mình làm thêm một chút nữa rồi hai mà vợ chồng mình nghỉ ăn cơm luôn. Cũng được. Nhưng mà vợ làm, vợ gắng chừa sức nha. Chứ cái biển này mênh mông quá, không biết đến khi nào mình mới tát cạn nữa. Em biết rồi. Mình sao vậy? Em không có sao. Em chỉ hơi mệt một chút thôi.
Mình làm tiếp đi. Mình đừng có làm nữa, mình vô ngồi nghỉ đi. Để anh làm cho. Để anh làm cho. Em không có sao đâu. Hai vợ chồng mình cùng tết thì nước mau cạn được. Làm cho mình. Ui à, chuyện gì vậy? Ông ơi, ông mua dạ ơi. Vậy đúng rồi. Trời đất đảo lộn rồi ông đùa ơi. Chuyện gì? Sắp rồi ông đùa ơi. Chuyện gì? Nói ta nghe. Dạ là có một cặp vợ chồng. Họ tát nước tát mấy ngày nay rồi. Họ tát tát quá cho tát luôn. Họ tát làm loạn đi con mình lên luôn rồi. Để tìm kho báo đâu ông ơi. Làm sao bây giờ? Ông đùa làm sao bây giờ? Sụp mấy phân nước luôn rồi. Nước mình sụp mấy phân rồi hả? Dạ sụp mấy phân luôn rồi. Vậy là không được. Ta phải lên trển một chuyến mới được. Dạ. Đi đâu? Tụi con đi đâu? Lên trển cho nó lột da nó ăn thịt ra. Để tao với mực lên. Để đi không? Đi. Đúng hai vợ chồng này rồi. Hai vợ chồng này đã cứu ta và chỉ đường cho ta đi lúc ta bị thất lạc. Nó chờ ta cơm à? Nó chờ ta chén cháo. Dạ. Con nghĩ là hai vợ chồng này á, họ rất là đồng lòng với nhau. Họ tát nước không kể sáng đêm đêm ngày. Nhưng mà con e là ngày biển cạn sắp tới rồi đó rồi ông ơi. Thôi được rồi, ta đã có cách. Cái gì không? Ta sẽ có cách giúp cho vợ chồng này. Cách gì được không? Chuyện bí mật đi. Dạ. Em ơi, ông ấy anh thấy nước nó cũng hơi cạn cạn rồi. Mình nghỉ mệt vài hôm đi rồi mình hả làm tiếp nha em. Mình cố gắng thêm vài ngày nữa đi. Chỉ cần vài bữa nữa là biển sẽ cạn. Lúc đó chúng ta tha hồ mà bắt cá. Thôi, mình uống miếng nước đi. Mình uống xong cứ ngồi đây nghỉ. Để một mình em tát cũng được rồi. Thôi, đồng vợ đồng chồng. Để một mình em làm anh chịu không có nổi đâu. Khỏe đó. Uống xong miếng nước của mình mát cả ruột cả gan mình khỏe rồi đó. Tát tiếp đi em. Mình ơi. Hai ba. Xin dừng tay, xin dừng tay. Xin hai vợ chồng đừng tát cạn biển đông. Nếu biển mà cạn thì làm sao mà sống. Tôi xin tặng hai vợ chồng năm hũ vàng đó để đền ơn. Năm hũ vàng sau lưng hai vợ chồng kia. Hồ biên. Vàng mình ơi, đúng là vàng rồi. Đúng là vàng thiệt rồi mình ơi. Vàng. Mình chào cả em ơi. Gì vậy? Sao vợ này ngồi đây không dọn cơm cho ăn đi? Nay khỏi ăn. Kỳ nha, bà ở với chồng bà biết cái tính chồng bà nha. Đói bụng á là xấu tính lắm, quýnh bà đó. Biết, nhưng mà tôi kể chuyện này xong cái ông
hết đói luôn. Chuyện gì? Kể chuyện mà no được hả? No, lên đây, ngồi, để cho nghe. Chuyện ăn được không? Được, ông no luôn á. Dạ, no luôn. Ông nhớ vợ chồng Hoàng Kình ở làng chài mình không? Sao không nhớ? Nó là bạn tôi mà. Không. Từ lúc bà chửi á, bà cấm, không cho tôi qua chơi với nó nữa. Nên tôi đâu có dám nhìn mặt đâu. Đi làm á, tôi phải vòng ra ở sau lừa. Tôi xuống tuốt bãi biển nhất kia, tôi xuống biển. Đâu dám đi ngang nhà đâu, mà bà nói nữa. Thì giờ đi ngang nhà nó đi. Đi làm chi, bà cấm chơi rồi đi làm chi nó. Thì chơi với nó đi. Mắc mớ gì chơi? Thôi, không biết gì hả? Đâu biết gì đâu. Trời ơi, tự nhiên vợ, nhà vợ chồng nó giàu lắm không? Nó giàu, giàu kỳ cục lắm. Tự nhiên cái nó có nhà mới nha, nó có ruộng vườn mới rồi, trâu bò đẩy chuồng luôn. Nó giàu kệ nó, thì bà đã cấm chơi rồi, giờ tôi nó đâu còn huynh đệ gì đâu mà chơi nhau. Chơi lại đi. Ừ. Chơi lại đi. Bà cho chơi lại hả? Bà cho chơi lại được nghĩa là nhậu lại được đúng không? Nhậu cái gì mà nhậu? Gì hả? Tôi nói không nghe nè. À, bây giờ mình đi qua thăm nó. Thăm nó hả? Ừ. À, nó làm gì? Thì ông hỏi thăm nó. À, đi qua nhà nó thăm nó. Tại nó giàu quá mà. À, tôi biết rồi. Tôi qua nhà nó nói, ê, mày giàu quá. Mày đưa nhà giàu mày tao ở đi. Mày qua nhà nghèo tao mày ở. Trời ơi, ông khùng quá. Vậy chứ nói sao? Thì bạn hiền. Sao nhà bạn giàu dữ vậy? À, hiểu rồi. À. Bạn hiền. Ừ. Sao bạn giàu dữ vậy? Ủa sao kỳ vậy ta? Ừ. Sao lạ quá không? Ồ, cái lạ quá bà. Sao mà nhà giàu gì đâu mà nhà cửa trống quơ trống quắt vậy? Hả? Không có sắm sửa gì hết trơn vậy? Giàu quá. Ta có vàng, có tiền. Ta bươi lên, ta để đất, ta giấu. Để cho đàn trộm lấy thì sao? Giờ qua kiếm chỗ nào giấu vàng bươi kiếm mới về bà. Khùng quá, nghĩ sao vậy? Vô nhà người ta ăn trộm bị bắt sao? Gì hả? Kêu ra đi, kêu ra đi. Chấp kình đó, chấp kình. Ra, ra rồi. Chấp kình. Dạ chấp anh kình Kim đó, hả? Kình. Dạ. Dạ chú. Trời ơi, bận tắm mấy con heo sao hè. Rồi anh chị qua chơi đâu có biết đâu. Để anh chị đợi lâu, thông cảm cho em nha. Heo. Không sao, tại anh chị đi qua mà đâu có nói trước đâu. Em tiếp đón chậm trễ cũng được, không sao hết. Dạ. Mà không có thím ở nhà hả? À, dạ có. Em ơi. À. Dạ em đây. Thím. Dạ lâu quá rồi mới thấy anh chị tới thăm. Dạ. Mời anh chị vô nhà uống trà. Ôi trời ơi, cô chú khách sáo quá. Trà nước chi cho mắt công. Để vợ chồng tôi đứng ngoài này cho mát. Đúng rồi, mát. Dạ, thật sự thì cũng lâu quá anh chị mới qua đây chơi ha. À, muốn lắm, tại vợ nên nó cấm. Không, nó không có cấm. Nó cầm tay nó kêu qua đây thăm nè. Dạ, anh chị qua đây chơi là tụi em mừng rồi. Thì cứ coi như là anh em mình vẫn như ngày xưa đi. Vẫn là bạn bè tốt của nhau đi. Tôi chỉ đợi chú nói câu đó thôi. Được câu mở tấm lòng. Coi như anh em ngày xưa phải không? Giờ mình hỏi thiệt nè. Hỏi coi như là em mình nè, là chú á, hai vợ chồng chú á. Tôi không gặp chú có bao lâu đâu. Mà hôm nay qua đây, trời ơi. Trời ơi chú, hai vợ chồng chú hiếm giàu quá. Có nhà rộng nè, rồi có trâu, có heo, có bò. Nghe nói đất đai quá trời quá đất luôn các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Làm gì giàu dữ à? Dạ, thật tình thì cũng nhờ trời cho thôi. Chứ lúc trước vợ chồng em cũng nghèo giống như anh chị vậy đó. Trời ơi, giàu một chút xíu nữa khi dễ hai chồng mình nghèo. Trời cho làm sao kể. Kể vợ chồng tôi nghe với. Dạ được chứ. Xin dừng tay, xin dừng tay. Xin hai vợ chồng đừng tác cạn biển đông. Nếu biển mà cạn thì làm sao mà sống. Tôi xin tặng hai vợ chồng năm hũ vàng đó để đền ơn. Năm hũ vàng sau lưng hai vợ chồng kia. Hồ Biên. Chỉ cần tát nước biển là có vàng. Ủa mà sao dễ như vậy? Dạ, nhờ có vàng của lũ cá cho nên vợ chồng em mới mua ruộng vườn như vậy đó. Nói như vậy thôi chứ có của mà không biết giữ thì bao nhiêu cũng hết. Cho nên vợ chồng em phải làm lụng vất vả mới có được như ngày hôm nay đó. Trời ơi, thế mơ thế nghĩ sao chứ. Tôi thấy giàu có vậy sao rồi phải mình ở ăn uống chi cực khổ vậy. Mình cứ sắm sửa đi, phải không? Rồi mình mướn thêm gia nhân cho nó hầu hạ. Rồi mình ăn sung mặc sướng. Mắc gì sống cần kiệm chi cho khổ ha, ha mình ha.
Dạ, vợ chồng em nghĩ muốn giữ được cái trời cho thì mình cũng phải bỏ công sức ra làm lụng để cuộc sống sung túc hơn chứ. Sung túc hơn hả? Chú nói cũng đúng. Dạ, vậy mời anh chị vô nhà uống trà. Thôi, chàng chi, đang đói nè, nhà có cơm ăn không? Muốn ăn cơm. Dạ được chứ, vậy để em vô nhà nấu cơm cho anh chị. Đó, thôi, ăn cơm, ăn cơm. Cơm cái gì mà cơm, tối ngày lo ăn, khỏi. À, cô chú cứ ở nhà ăn cơm vui vẻ ha, vợ chồng tôi về. Ủa, người ta đang mời cơm mà. Đi. Ăn cơm. Về. Ăn cơm. Về nhà ăn cơm. Trời ơi, sao không cơm đây? Mau lên bà ơi, vô coi nấu cơm dọn ra ăn coi, đói quá. Cơm cái gì tôi nói không nghe nè. Gì nữa? Bây giờ nha. Hả? Giờ ông chạy ra chợ ha, ông mua cho tôi chục cái gạo đi. Thôi rồi cái mình mướn hết trai tráng trong làng mình ha, đi ra biển thác nước biển, không chừng á lúc đó mấy con cá nó sợ quá cái nó cho mình tới 10 hũ vàng sao. Thử bà đến đi. Gì bà bị khùng hả? Gì khùng? Tự nhiên có tác hai chồng mình tác thôi, chứ bà kêu tôi mua 10 cái gạo về, cái bà kêu trai tráng trong làng người ta ra kéo ra ngoài biển người ta tác gần vậy, lỡ rồi cá cho 10 hũ vàng thiệt, rồi lúc đó người ta chen vô người ta giành giật người ta lấy, vợ chồng mình lấy cái gì? Đúng không? Ha. Ta. Sao tôi ngu dữ vậy ta? Vậy nào vậy bà khôn đâu? Ông này như ông khôn hơn tôi á. Chắc vậy á. Hay. Anh nghe nè, có tác hai vợ chồng mình tự lén đi tác, cá nó cho mới giữ của được. Hả? Ông ơi. Vậy. Nắng chang chang vậy thì sao tác? Nước biển mênh mông vậy tác chừng nào nó mới hết? Tại bà. Kêu bà thức dậy sớm đi, ra đây nè tát, bà không chịu, bà ngủ nướng. Bây giờ ra đây nắng chang chang ráng chịu chứ nói gì. Trời ơi, có cần ông la ông sùm gì không? Tát thì giờ tôi tát nè, tôi dậy cũng la. Bây giờ có tát không? Tát. Tát, tát đi, nếu không á, tôi đi câu á, tôi về đi câu kiếm mồi tôi nhậu á, tôi bực bội rồi, tôi không có tát làm gì. Ông thiệt tình à, hả, chút mà ham đi nhậu như gì. Rồi, bây giờ tôi tát nè. Thì tát đi. Vợ chồng thằng Kình làm được thì vợ chồng mình làm được đúng không? Biết rồi, không tát đứng nó hoài. Tát hả? Tát mình ảnh lên. Đuối quá, mấy ngày nay rồi, ngày nào không tát trơn á. Tát nó đứng không nổi luôn nè. Đàn ông gì đâu mà tát ở chút xíu vậy chừng nào đó mới sao? Đàn bà tát gì đứng thẳng lưng vậy, phải không cái lưng xuống tao mới được. Ông coi cái tay tôi nè, đau lên rồi phòng rộng hết trơn à. Ủa, mình tao là phòng hả? Tao cũng phòng nè. Tôi đau lưng nè, tôi mỏi chân nè, tôi nhức cổ nè, tôi nhức đầu nè, tôi chóng mặt nè, tôi đói bụng nè, tôi nói không? Đàn ông gì kỳ cục vậy? Làm có chút xíu rồi cũng là. Mấy người đây làm rồi, có được cái gì đâu. Rồi. Tình à. Đàn bà tham lam á. Bà tát chửi bà. À, tát chửi bà vậy. Bà tát chửi bà vậy. Ông mới là người tham lam á. Bà tham lam á. Bà kêu luôn ra đây tát cho nhật nước biển. Cho bà vàng ông thấy. Tôi thấy giờ phải tốn tiền cũng nước nè. Cái đó ông phải nói. Lần trước ta kêu lũ cá đem 5 hũ vàng lên cho yên chuyện, thực ra là để trả ơn cho vợ chồng nhà kia đã cứu mạng, chứ ta đâu có sợ họ tát cạn biển đâu. Còn vợ chồng nhà này đã không đồng lòng lại, còn hơn thua nhau từng chuyện nhỏ, thì sao làm được chuyện khác nữa. Hai vợ chồng này không ai nhường nhịn ai, chẳng đồng vợ đồng chồng thì không làm gì được chúng ta. Ta sẽ lấy 5 hũ vàng lại. Đi thôi. Cái gì vậy? Hả? Cái gì là cái gì? Bà nói qua nhà chú Kình nghe đi, coi người ta như thế nào. Rồi lúc đó, rồi mới ra đây, rồi tôi mới qua ông đó. Ta ngồi tôi ăn cơm, bà không cho ăn cơm. Nói nhiều quá, tao nghe biết ăn bà không à? Bà nói nhiều, bà tham lam. Ông không làm cái gì ông má? Tôi không làm nữa, tôi không tác nữa. Tôi dùng luôn, tôi không tác nữa. Ông không tác, tôi cũng không tác. Bà đây, bà tá đây. Ông đừng vô, tôi đi vô, ông nói ổn đây nè. Tôi đi vô. Ông không được vô, nè, ông ở đây. Tôi tác nữa, không. Bà đây. Ông nào? Tôi nói thiệt, bà là người tham lam. Ông mới là người tham lam á. Bà là người ích kỷ, bà là người ích kỷ. Ông đánh tôi đấy. Ông cái đồ làm đi. Bà, cái đồ ở dơ. Bà, cái đồ độc ác. Ông tham lam. Bà độc ác. Ông tham lam. Bà hàng già. Sau này dân gian thường nhắc đến câu đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn.
là xuất phát từ tin trên để khuyên giải cách ăn ở, đối xử với nhau giữa vợ chồng. Làm việc gì cũng phải có sự đồng lòng nhất trí thì ắt hẳn sẽ thành công. Lựa ra anh, rau cải tươi ngon quá trời luôn á. Nè, rau này cũng ngon lắm nè. Anh mua này về nấu canh ăn mát lắm luôn á. Chị ơi, mua ổi nè chị. Rau giờ nè, rau giờ rau tươi ngon lắm á. Mua mở hàng đi. Ủa sao không mua giùm? Sáng sớm mua mở hàng giùm em đi. Anh, trời ơi, cái ông này ở nhà chứ bị vợ nhiếc lắm hả? Sáng ra hàng người ta tươi ngon vậy mà không mua mở hàng ngon lắm. Sốc lên, sốc xuống rồi bỏ đi. Anh ơi, mận nữa nè. Lựa đi chị. Trời ơi, mận mới hái á, tươi lắm. Đó, đó, tóc cũng ngon nữa. Rồi nè, bánh hú bánh tét. Đó, nhưng dừa, nhưng đậu có đầy đủ hết. Chị coi chị mua giùm nó sáng mở hàng nha. Rồi sao vậy chị? Vợ nhà ông ngán hả anh? Trời giá gì đi cái này vợ. Trời ơi, chạy. Trời ơi trời, sáng sớm mở hàng rồi dọc qua dọc lại. Trời ơi, ba hồn chín vía, ba hồn chín vía. Rồi, cảm ơn anh nha. Ôi, trời ơi, cái mặt cái hãm tài thì có thấy ghét ghê. Lựa qua lựa lại rồi vậy chịu nổi không? Sáng giờ có ai mở hàng bà chưa vậy? Trời ơi, sáng sớm tôi bị cái bà lại mà coi tươi hàng tươi vậy nè, lựa qua lựa lại giục tới giục lui cái chê bay cái đi chịu nổi không? Ôi, trời ơi. Trời ơi, mà sao bữa nay chợ cứ vắng quẹ hả bà hả? Ai đâu mà đi chợ mà chợ không vắng. Hèn chi nè, thấy nguyên cái chợ nè, tụi mình bán đứa nào đứa nấy ngồi ngắp dài hết trơn hết rồi à. Mấy bà, sao sáng giờ tôi không thấy thằng chợ mới đi chợ vậy mấy bà? Trời ơi, chợ nó theo mấy người ta đi chùa hết rồi. Bán buôn kiểu này tiền bạc đâu mua gạo mà ăn đây. Trời ơi, mới nói chợ nó tới rồi kìa. Chớm thôi chứ chú dính nhà thôi con. Mua cái này đi con, mua trái cây ăn đi con. Chớm con. Chớm. Con nói thiệt với cô Tư chứ con chưa có tiền trả đâu. Trời ơi, con có đòi nợ mày đâu. Bây giờ cô ha muốn cho Chổm nè mở hàng cho cô đi. Bánh ú hay là bánh ít gì đó hay là mấy thứ là cô bán được à. Mua cho cô vài thứ đi Chổm. Cô Tư ơi, con nói thiệt cô Tư là con không có tiền. Với lại con nợ em bữa còn chưa trả mà con đâu dám mua của cô Tư nữa đâu. Cái nợ đó để đó đi. Bây giờ thì Chổm cứ mua đi. Rồi hả cô bán cho. Tiền bạc không cần vấn đề để đó đi. Bây giờ là Chổm mà lựa cho cô vài bó là cô bán được liền à. Bán đắt lắm á. Thiệt hả cô Tư? Ừ. Thôi nếu mà cô Tư nói như vậy con cũng mua cho cô Tư cái hai cái để cô Tư bán được nha. Mà nói nghe nè Chổm, bây giờ là làm lại từ đầu. Trời ơi, Chổm xích lui á. Con lùi lại chút xíu đi. Lùi lại. Cái Chổm bước vô hàng của cô nghe. Dạ nha. Đây được chưa? Dạ được rồi đó, cậu. Cô Tư này bán được cô Tư. Được, cho bây giờ có bánh ít với bánh ú nè. Cậu lựa cậu mua giùm cho tôi nha, cậu Chổm à. Dạ vậy thôi lấy con cái bánh ít cho bánh ú đi. Đây là bánh ú với bánh ít nè. Dạ đây tiền nè cô Tư ơi. Nhớ thứ này chạy đi nhé. Dạ. Cảm ơn cô Tư nhiều. Chúc cô Tư bán đắt nha. Rồi cảm ơn. Uống nước giùm cô này con. Dạ. Chổm qua đây uống nước giùm cô đi. Dạ. Trời ơi qua đây uống nước giùm cô coi. Ngồi đây đi. Dạ. Uống nước giùm cô đi chứ. Dạ. Dạ vậy thôi. Thôi đứng rồi Dạ dạ thôi để bữa nào đi mua rau cho. Nè. Uống nước nè, uống nè. Dạ. Cảm ơn nhiều. Uống nước giùm. Trời ơi. Từ từ. Mua đây chị. Từ từ đó nha, từ từ. Sáng giờ mới làm mấy cái trễ quá vậy hả? Không á, lựa quá dập của tôi có bán rồi nha. Trời ơi, ngon quá ha. Chị nè mua mấy cái bánh ú đây. Được rồi. Đi đi chứ đi. Rồi cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Rồi trả tiền đây. Lại lại ngồi đi, lại ngồi. Con bán đắt ghê chưa? Trời ơi, bán đâu bán đắt đâu. Lên ngồi ăn đi, đọc kia. Ăn em đi. Dạ cô Sáu ơi con cũng hết tiền rồi thầy để nào mở cho nha. Không sao đâu con ghé con mở hàng cho cô là cô cảm ơn rồi. Con biết không, từ sáng giờ cô ngồi cô bán mà chưa có ai mở hàng hết trơn á. Con mới lại con uống cái bao nhiêu anh chị người ta ghé tao uống là cái dạ. Không sao đâu, tiện năng nữa khác con. Dạ. Mời mốt đi chợ nhớ ghé nhà và quán cô uống nước giùm cô nghe không? Dạ dạ. Cảm ơn Sáu. Dạ dạ. Cô cũng cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ. Mở hàng giùm con có rau đi Chổm. Dạ thôi để bữa nào đi cô ơi. Mở hàng giùm cô đi, sáng giờ con chưa bán được gì chứ. Dạ 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 thôi. Nhớ nghe hôm nay con ghé uống cho cô nghe. Chổm. Con nghĩ không sao đâu. Tuy là ông Từ hay la mắng con vậy nhưng mà ông Từ tốt bụng lắm. Con xin ông Từ làm lại.
nha mẹ. Chở mà, thiệt ra việc làm của con không có sai phạm gì lớn lắm, nhưng vì miếng ăn để người ta nói cũng không hay ho gì lắm đâu con. Dạ. Thôi, con cũng đã bỏ về nhà rồi. Để mà lên gặp ông Từ á, nói với ông một tiếng cho con về nhà luôn. Mẹ con mình ở với nhau, bữa cháo bữa rau, đắp đổi qua ngày cũng được mà. Vậy thôi để con về nhà, con lo lắng chăm sóc cho mẹ luôn. Thiệt ra mẹ gửi con lên Am Điện đó cũng có dụng ý. Dụng ý gì vậy mẹ? Trời, chết rồi mẹ ơi. Gì vậy? Mẹ khỏi cần lên gặp ông Từ nữa. Sao mẹ khỏi cần lên vậy? Dạ, tại ông Từ tới nhà mình rồi kìa. Chết. Dạ, chào ông. Dạ, con chào ông. À, mời ông ngồi. Chào bà. Dạ, con mời ông ngồi. Dạ, mời ông uống nước. Dạ, con mời ông uống nước. À, Trẫm nè. Dạ. Sao con không về với ông vậy? Ông nhớ con quá trời luôn vậy đó. Xôi chè với lại con gà ông để sẵn đó, về mà ăn. Ủa, bộ ông không giận con hả? Cái gì mà giận? Giận con chuyện gì? Dạ, giận con chuyện con ăn đồ cúng của thần hoàng, con ăn xôi chè. Chuyện đó có gì đâu mà giận. Đồ cúng thì mình có thể ăn thôi, có gì đâu mà giận. Dạ, cháu nói sai rồi. Tôi cũng đang định gặp ông, tôi không biết dạy cháu. Bà đừng có nói như vậy. Chổm không có gì sai hết á, mà có chăng là tôi sai đây nè. Dạ. Dạ. Giờ ông hỏi con nè. Đây, cái tờ giấy này ha, nhìn kỹ đây nha, có phải là chữ viết của con? Dạ, con thưa ông, đúng đây là chữ viết của con. À, nhưng mà con chỉ viết chơi thôi à. Viết chơi? Dạ. Rồi con dán ngay cái chân của ông thần hoàng đúng không? Dạ. Đúng hả? Dạ. Chắc chắn là con viết rồi con dán như vậy đó hả? Dạ, là con viết rồi con dán lên chân ông thần hoàng. Thân làm thần hoàng mà không giúp được gì cho ta, để ta bị thầy đánh mắng, phải lưu đày thiệt xa. Vậy nghĩa là sao? Dạ con thưa mẹ, Tại vì con ăn đồ cúng của thần hoàng mà bị ông Từ la mắng, nên con tức quá, con viết vài chữ con dán lên chân của thần hoàng. Con thiệt là quá quắt, mau xin lỗi ông đi. Dạ con xin lỗi ông. Thôi, không phải xin lỗi tôi đâu, mà cái chính á, đã lỡ viết như vậy rồi dán vô chân thần hoàng như vậy thì đến đó để mà xóa lệnh đi, chứ không thôi ông thần hoàng ông bỏ đi không ở trong cái làng này nữa đâu. Dạ. Dạ, đi mau lên con. Dạ, dạ vậy vậy con thưa ông con đi, con thưa mẹ ông đi. Nè ba. Dạ. Tôi hỏi này không phải á, bà bỏ qua cho nghe. Dạ. Cha của Chổm là ai vậy? Dạ, sao ông lại quan tâm đến chuyện này vậy? Ông nói giấu gì bà? Tôi nằm mơ thấy ông thần hoàng, ông nói là ông bị đày đi xa, mà cái người đày đó là Thiên Tử đày. Tôi ất giáp bán tính bán nghi chưa biết chuyện ra sao, tới chừng thức dậy thấy bức thư này dán ngay chân thần hoàng mà nét chữ vô chọn. Ấy chà, không lẽ Chổm là chân bạn Thiên Tử à? Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Thật ra cha của Chổm mất khi Chổm chưa chào đời. Chúng ta theo phò tiên đế đã lâu,
cùng nằm mà gai nếm mật để xây dựng cơ đồ. Nhưng chẳng may ngài bị bạo bệnh qua đời, không để lại người nối dõi, khiến chúng ta khó vất cao ngọn cờ minh chủ. Cho dù hiện nay lực chúng ta đã đủ lớn, điều này làm người ta băn khoăn từ lâu. Về đâu, đêm qua ta nằm mộng thấy một chuyện rất là lạ. Dạ, chuyện mộng mị xin ngài đừng để tâm. Nhưng đó là chuyện gì, ngài có thể thuật lại cho tôi nghe được không? Ta thấy trong giấc mơ một vị thần tiên đã hiện ra chỉ đường cho ta tìm minh chủ. Ngài nói thiên tử ra đời đã lâu, tại sao không đón người về? Ta mới hỏi ở đâu. Ngài chỉ cứ đi về phía tây kinh thành, vào ngày thình đúng ngọ, cứ thấy rồng đen quấn cột, đó đích thị là thiên tử. Nếu không mời được ngài á, cứ thẳng về phía bờ sông, thấy người nào đội nón đồng cởi trên chiếc thuyền, đó là đúng người. Dạ, thật sao? Ta cũng không tin lắm, nhưng sẵn dịp ngày mai chúng ta về thị tứ mua đi Lâm Nhu, tiện thể nên kiểm chứng lại giấc mơ coi xem sao. Dạ thôi chú ơi, con mua nhang đèn bữa nào đi. Dạ 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 con không có cúng nữa. Chổm ơi, dạ dạ chổm ơi, cô mày ngồi xuống đây. Dạ, mua bánh xong rồi nước qua đây uống cho con nha. Trời ơi, sáng giờ bán được gì vậy? Sáng giờ bán ế quá, chưa bán được cái nào hết trơn á. Dạ, bởi vậy gặp Chổm ghé hàng của dì Bảy, dì Bảy mừng quá trời luôn vậy đó. Cũng còn thiếu dì Bảy hai buồn dừa, con đâu có dám mua rồi đâu. Mà thiệt cứ thấy hôm nay chú dì Bảy ngon quá. Ừ, đi ngang thấy thèm quá trời thèm luôn nè. Thôi bây giờ thẹn chuối phải không nè? Dạ, có chuối đây. Dạ dạ, dạ tôi con không có tiền. Thôi đừng có ngại. Dạ thì dì Bảy con có tiền mà con đâu dám lấy chuối dì Bảy ăn không trả tiền, kỳ lắm. Dạ, sáng giờ dì Bảy chưa có bán được cái nào hết trơn á. Dạ, bây giờ mình mở hàng cho dì Bảy đi. Rồi biết không, con không có tiền lắm. Con đâu có tiền đâu. Ui. Ờ rồi, thì mày cứ lấy đi. Hôm trước á, mày còn thiếu gì Bảy á, hai quầy dừa. Dạ. Chứ bây giờ một nải chuối này nữa. Dạ. À, để coi hôm bữa kia á, mày còn thiếu gì Bảy. Ôi, thôi nhiều quá tao không nhớ nữa. Vậy vậy thôi, để bữa nào có tiền cái con trả gì Bảy luôn ha. Ừ. Dạ. À, thì bây giờ cộng cái này nữa rồi mai mốt có trả lần một luôn. Dạ dạ, cảm ơn dì Bảy nhiều. Cảm ơn dì Bảy nha. Dạ, chú dì Bảy bán đắt nha. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn dì Bảy. Dạ dạ, thôi được rồi. Dạ dạ. Ngọt lắm, chú ngon lắm. Đó, đó, đó. Ôi, thơm anh. Hai đồng trái là ngọt lắm á. Rồi, rồi, rồi. Dạ, hai đồng, hai đồng. Dạ, đấy. Cảm ơn anh chị nha. Dạ dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh chị. Lấy cái còn những này đó. Cái này lấy một đồng thôi anh, tại nó gãy rồi. Trời ơi, đúng là Chổm nó mở hàng tôi bán đắt ghê vậy đó. À, để coi để ra được bao nhiêu tiền. Trời ơi, bán hết trơn trời ơi. Thành bán hết trơn luôn à. Thôi, ở tôi về sớm nha. Ông ơi ghé uống nước đi ông. Ông ơi mời ông ghé uống nước đi ông. Chú quá, cho ta chén trà. Dạ. Dạ mời ông. Ở đây làm gì cục đình, làm sao có rồng đen quấn cột được chứ. Thôi là nghỉ dân uống trà đi, một lát đi tiếp. Dạ thưa ngài, tiểu tướng thấy cái gì đen đen động đậy dưới cái cây kìa. Hay chính là lồng đen. Ồ,
giống đồng đen, uống cục thiệt. Huynh đã bị lóa mắt rồi, chỉ là một anh thanh niên mặc bộ đồ đen, thấy cậu ta cứ láo la láo liên hoài. Phải rồi, tướng mạo cậu ta giống thứ dân bình thường, không có gì nổi bật cả, làm sao ra dáng vẻ quý nhân thiên tử được chứ. Thôi, chúng ta ra tiếp bờ sông đi, có thể nơi đó chúng ta gặp người đó. Tính tiền đi. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn ông ơi. Thuyền rồng ý a thuyền rồng, thênh thang ý a thênh thang, ý mà nắng to như ta, nắng to thì mặt nắng to, bị bệnh là bị mẹ chửi, ý a ý a ý a, thênh thang ý a thênh thang, ý mà nắng to như ta, nắng to thì mặt nắng to, nhức đầu thì mẹ sẽ chửi. Thuyền rồng ý a thuyền rồng, 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 thân thang ý a thân thang, ý mà nắng to dưới ta, nắng to thì mặt nắng to, nhức đầu thì mẹ sẽ chơi. Ơi sáng mai ngươi hãy quay về đường cũ, gặp ai có dáng đi nữ đại trở lại chữ vương thì đúng là thiên tử. Đại Dương, Đại Dương, đúng thiên tử đây rồi. Hai người mau quỳ xuống. Ủa, ông với lại hai chú làm gì vậy? Xin điện hạ đừng sợ. Dạ, con không phải là điện hạ gì đâu. Con chỉ là thằng chỏm thôi à. Con không phải điện hạ. Hai người mau thay điện hạ. Điện hạ. Mẹ ơi, mẹ. Hồi nãy tự nhiên con đang đi chơi, có mấy ông kia, ông theo con rồi, ông quỳ trước mặt con, ông lại con rồi nói là điện hạ, điện hạ. Con sợ quá, con chạy về báo cho mẹ biết nè. Chết rồi. Dạ. Sao vậy mẹ? Đi, đi nhanh lên con. Dạ. Tôi trình bày rõ ràng căn duyên khiến tôi tìm ra manh mối. Xin bà hãy yên tâm. Tính theo ngày tháng năm sinh á, thì trùng khớp với thời gian tiên đế ghé qua làng này năm xưa. Nhưng chẳng hay ngày đó nếu không có dặn dò gì á, thì ngài có để lại gì làm tin không ạ?
Tôi còn nhớ lại căn dặn của ngày lúc ấy. Nàng hãy nghe đây, ta giao cho nàng ấn này. Nếu mai này cuộc gặp hôm nay có trao cho ta một đứa con, thì vật này sẽ giúp nó tìm lại cội nguồn. Nàng hãy cất kỹ và nhớ lời ta dặn. Thần xin được rước điện hạ về kinh. Ngon quá anh ơi, mua này về nấu canh ăn nè anh ơi. Nước giùm em đi anh ơi. Vậy có các anh ơi, mua gì ghé coi mua nè anh chị ơi. Bà con ơi, bà con, bà con ơi, bình động trời, bình động trời, bà con ơi. Chuyện gì vậy? Rồi đây tôi nói cho nghe nè. Trời mới được trên kinh thành rước về làm vua rồi. Mà sao mà nó được làm vua vậy? Trời ơi, tôi nghe nói nó là con của vua mà nó mai danh ẩn tích đó. Bây giờ người ta hả rước về kinh thành làm vua rồi. Thiệt vậy luôn hả? Ừ. Thiệt vậy đó hả? Ừ. Nó đem tiền nó thiếu mình. Nhưng mà trời ơi, nó thiếu nợ tôi vô vô về làm sao mình đậu nợ nó. Trời ơi, nó cũng thiếu tôi quá trời, đâu có trả đồng nào đâu. Nó còn thiếu thêm cái quầy dừa với miếng nhảy chuối nữa đó. Trời ơi, thôi mấy bà ơi, đi nè, bánh nướng bánh nó tôi có trả đâu. Trời trái cây đi rồi, trời ơi, nó thiếu tôi quá trời. Bây giờ tôi nói cho mấy bà nghe nè. Sao? Bây giờ đó, sao đi? Mình dẹp hết, không mua bán gì hết. Bây giờ mấy bà theo tôi, kéo lên cái bàn. Tôi nở tầm trễ. Đúng rồi, được rồi đó, theo tôi. Nhưng mà chị biết được đi không? Biết, cứ đi theo tôi. Tôi lên mình rỡm nè. Ủa, đi lẹ lên đi. Thưa bệ hạ, để như những cơ đồ. Dạ, cấp báo. Dạ, cấp báo. Có chuyện dạ, gì vậy? Xin bẩm nguyên soái, bọn dân làng đang kéo đến gây rối ồn ào ở dưới chân thành ạ. Cho xin gặp. Gặp ai? Dạ, gặp. Cứ nói đã, bốn người vậy. Dạ, gặp gặp thằng Chởm ạ. Đồ phạm thượng, nhà vua mà những người dám kêu. Nguyên soái, cứ để cho hắn nói. Nói gặp để làm gì? Dạ bọn họ muốn gặp để. Để làm gì? Dạ để đòi nợ. Lũ dân đen này phạm thượng, nhà ngươi đưa quân xuống chém đầu cho ta. Nguyên soái, họ đòi nợ ta là đúng rồi. Tại vì lúc hàng di á, ta có ăn thiếu của họ, rồi không có ghi lại hết tất cả số nợ. Ta cũng không nhớ là thiếu ai và thiếu người nào, thiếu với số nợ bao nhiêu. Bây giờ ngươi ra cổng thành rồi nói hết tất cả dân làng ghi lại tất cả số nợ của ta thiếu họ vào trong sổ sách rồi đem lên đây cho ta. Dạ, xin tuân lệnh ạ. Dạ, tao nguyên soái. Đây là những danh sách của dân làng thiếu nợ. Trời ơi, cái gì mà nhiều dữ vậy? Đưa cho ta coi. Ta tưởng nhiều hơn nữa chứ. Thật sự thì lúc hàng di đó, ta có ăn thiếu của họ rồi ậm ừ cho qua. Ta cũng không nhớ là thiếu ai và thiếu những người nào và thiếu bao nhiêu nữa. Bây giờ ta cũng không biết tính làm sao để trả cho họ hết tất cả những số nợ đó đây. À, ta có cách này. Nguyên soái có cảm thấy như vậy là hợp lòng dân hay không? Bệ hạ cứ nói à. Cũng không ngờ là đông như vậy. Tất cả dân làng im lặng nghe đây. Thật sự ta cũng không nhớ là thiếu tất cả các ngươi bao nhiêu và thiếu những ai. Thôi để như vậy cho công bằng, ta sẽ miễn thuế cho tất cả dân trong làng một năm. Giảm thuế.